Ê, 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 ê. Trời ơi, cái này phải chăm chú dữ lắm mới vẽ được, mày phá tao vậy. Ủa, cô Hồng đang làm gì vậy? Cô Hồng đang làm nghệ thuật. Nghệ thuật hả? Tô màu, nó đúng là tô màu nè. Nhìn thấy không? Mấy cái này, số này thấy không? Thấy không? Nhìn số coi à. Ứng những cái số trong đây nè. Đó là vẽ ra con này. Gọi là tranh số hóa đó, biết không? À, viết thời gian à. Cái này sao giống mấy đứa nhỏ học tiểu học quá vậy? Trời, nãy mới vô tưởng đâu cô Hồng đang tập tô màu cho cháu của cô Hồng chứ. Làm gì đó, viết thời gian vui vui á. Ờ đúng rồi, bán ế quá. Làm này viết thời gian cũng được lắm á. Đúng rồi, đúng rồi, kỳ quá. Rồi tô xong mình treo ở đâu? Treo ở đâu hả? Cái tầng này nè, trống á, treo đây được không? Cũng được à, nhưng mà hơi bị khó. Khó là sao? Chân ngắn quá. Mày làm mày cao lắm, mày ghét à. Thì không cao hơn ai, nhưng mà dù gì cũng cao hơn cô Hồng. Mà đứng đi. Mày qua mua gì? Dạ qua mua sữa. Cô Hồng bán cho con gốc sữa đi. Để tao chút nha, lỡ này lỡ tao xíu. Mà cô Hồng nói nghe nè. Sao? Mua ở đâu à? Con chanh á, nó mua ở đâu á, em về để cho cô Hồng vẽ. Ừ, vẽ rề à. Gọi là tranh số khóa. Mèo, con thấy cô Hồng mua gấu đi. Gấu nó đẹp hơn á, giống cô Hồng. Mày nữa, sổn sổn quá. Ê, số 9 kìa. Trời lao. Số 6. Ê, vẽ số 6 trước đi. Nè, cái số 6 nằm đây nè. Mà cái này số 6 hay số 9 nè? Số 6, ủa sao nó thành số 9 rồi? Đó, số 9. Mày quay lại coi. Số 6. Số 6. Màu xám xám. Rồi để tao lấy số 6 cho mày. Từ từ thôi. Mày làm gì rung dữ vậy? Cái tay tao có dĩ rồi. Mày cầm giùm tao cái tay coi. Cái thằng ăn nhậu cho cố vô. Mày rung từ từ thôi. Lem kìa. Đó, được rồi đó. Trời ơi, cái này khó nhìn mày. Chung xíu vô rồi ra gì. Cô Hồng. Sao? Cô Hồng mua cho con bức được không? Mua gì? Gấu hả? Không. Mua cho con ba con chim. Vậy á? Dạ. Được, để tao kêu nó mua giùm cho. Dạ. Vậy nha. Tao lấy sữa cho nha. Dạ. Nha. Ui thiệt thình à. Để tô cho. Ừ. Hay. Dễ lộn ngu rồi. Đây sữa. Dạ. À, 7,000. Rồi thiếu đi, quên đem theo tiền rồi. Gấp quá. Ừ. Dạ. Yeah. Ừ. Chừng nào mua xong điện thoại con nghe. Được rồi, gấp lắm đó. Rồi được rồi. Lá rồi. Số 5. Số 3 nha. Số 3. Đây. Sáu. Đây. Làm vậy? Hai anh bay làm gì chụm đầu sâu mỏ gì có gì vậy? Chạy xe ôm mày lo chạy đi, mày đặt nhiều chuyện nhau vô chứ. Với lại mày coi này, mày không hiểu đâu. Mày không có đủ tư duy để mày hiểu. Đúng rồi. Ơi, cái gì dữ vậy? Tại nó ế quá, tao đây tao kiếm tụi bay chơi thôi. Có gì vậy? Sao mày biết cái này được? Đang vẽ tranh số hóa. Làm gì hiểu? Nó quá. Sao hiểu được? Đủ. Sao không hiểu mày? Trời ơi, tao chạy xe ôm mấy này tao thấy người ta làm quá trời quá đất kìa. Hồi bữa hôm ghé quán cô Hồng thấy cổ cũng đang vẽ vẽ gì đó. Bữa hôm ta thấy bẫy cò nha. Bẫy cò nó cũng lén lén lúc lúc gì chắc nó cũng vẽ cái này nè. Ủa cái này sao phong trào dưới mày? Tính ra mình cũng kịp thời đại chứ bộ. Ôi đừng cái phá. Ê, mấy này nó nhỏ xíu không có thấy đường đâu làm trời. Ừ, tao nói cho hai mày biết. Tao mai mốt tao sẽ làm một cái bức tranh hoàn thành. Đẹp thiệt là đẹp. Cảm giác như là một họa sĩ vậy. Trời đất ơi, vẽ tranh số quá mà mơ mộng làm họa sĩ. Tỉnh đi mày ơi. Hai thằng tàu lao. Tao nói là cảm giác. Hiểu không? Cảm giác. Ờ, cảm giác. Nè, tụi mày tưởng tượng đi. Vào một ngày đẹp trời, mình ra bờ sông. Và ủa, có chuyện gì mà bạn căng thẳng quá vậy? Thiếu cái gì?
thấy đẹp rồi mà. À, chữ ký của họa sĩ. À, đúng rồi. Wow, đúng lắm mà, bạn thật là tài giỏi. Mình ngưỡng mộ bạn quá đi, ngưỡng mộ. Còn tôi á, bạn là vinh hạnh khi có người bạn giống như bạn đó. Picasso, túi mớm, xẻo lá. Đúng mớm. Mơ mộng hảo quyền, ảo mộng danh vọng. Nghĩ sao, mặc dù cái này thì vẽ nó dễ thiệt, nhưng mà cũng cần phải có chút xíu năng khiếu, hiểu biết về mỹ thuật hội họa. Còn tay mày rung như cày sấy, cầm cái ly rượu còn đổ lên đổ xuống mày đặt. Chưa kể nha, bẩm sinh phải có hoa tay mới vẽ được mấy cái này đó. Tao tan biến giấc mơ vì cái tay rung hay sao? Trời ơi, giờ nó mới biết. Anh đào sâu xíu nữa đi. Rồi, được rồi. Anh, hôm của mình á, năm nay trúng mùa ghê ha. Trái nào trái nấy đẹp dễ sợ. Em định đây nè. Đã. Bữa nữa mình mua mấy cái hạt giống, mình gieo xung quanh rào lợi cho nó lên, đặng có rau sạch mà ăn. Anh thấy sao? Sao cũng được, nghĩ sao em vui là được rồi. Nịnh quá. Dạ nghe. Có rồi hả? Dạ. Em gì nghĩ vậy? Đi, mai làm tiếp. Tự dưng đang làm ương ương dở dở mà nghĩ cái gì? Không được, anh có chuyện gấp, anh phải đi, vậy nha. Trời đất ơi. Ê, đang làm mình đi đâu vậy? Trời đất ơi, chuyện gì mà gấp dữ vậy cả? Tía đâu hả? Tao đi uống cà phê. Má mày bả nấu nồi canh chua cá linh ngon quá, bả kêu đi ngang kêu vợ chồng mày vô ăn cơm cho nó vui. Dạ. À, tía. Cái gì? Tía sẵn vô kêu con vợ con qua bển ăn luôn đi. Con đi công chuyện chấp cái nha tía. Vậy nha tía. Tôi là tía đó mà nó sai tôi như con không đẻ trời. Ok. Đẹp không? Đẹp quá à. Em thấy gì sao? Anh vẽ tặng em á. Anh vẽ hả? Ừ. Đẹp không? Đẹp. Ừ. Anh vẽ mà. Anh. Hả? Cái này nhìn giống con chim quá ha. Nó là con chim mà. Nè. Đó. Thấy không? Y chang con chim luôn. Nó là con chim mà không y sao được. Nè, đây là anh bé cò nè. Anh ấy hả? Ừ. Vậy chắc chắn là em nè. Đúng rồi, đây cốc nè. Cốc hả? Đâu, này là con chim mà. Cốc á. À. Công nhận anh khéo tay quá à. Anh giỏi quá à. Anh đâu có khéo tay đâu, nhưng mà tại vì anh biết em thích tranh nên anh mới vẽ đúng không? Còn gì nữa. Đẹp quá. Cô Học làm hết hồn rồi cô Học. Mày làm gì vậy? Mày làm gì mày nghĩ cái gì mày cái mặt mày đực ra như là bị trúng tài vậy hả? Trời ơi, ta đang có cái giấc mơ đẹp, qua cái miệng cô Hồng cái thành trúng tà. Người đó kỳ cục dễ sợ. Kỳ gì? Trả tiền đi chứ. 220 chứ là 20 tiền ship. 240. Nhanh.
cô Hồng. Hồi nãy chạy qua đây gấp quá, quên mang theo tiền rồi. Không ấy mai cũng trả nha cô Hồng. Cũng được, mai trả nha. Không quên nữa cô Hồng, vì cô Hồng còn cái phòng trống không? Ờ. Cô Hồng cho con mượn mấy bữa được không? Chứ vậy? Con tạo sự bất ngờ ta nhé. Mà đâu có được. Nghĩ sao vậy tao? Ở đây có một mình, không có chồng con gì. Mày trai có vợ tự nhiên ở phòng nhà tao à? Không có được, tao nói chết rồi, vậy nghỉ chết mày ơi. Mấy bữa à, không sao đâu. Không được. Thôi đi. Nghĩ sao kỳ cục vậy? Mình ở mình mà nó ở chung với chỗ với mình, ta phải giữ gìn danh giá của tôi chứ. Tía. Ừ. Tía qua đây chi vậy? Có chuyện gì á thì tía gọi con. Con qua bên nhà. Tía qua chi cho cực vậy? Trời sắp mưa nè. Tía đi kiếm bể. Nó đâu con làm có mình vậy? Chạy đi ra chứ. Mấy công việc ở đây cũng nhẹ nhàng, con làm mình cũng được. Con đừng có chịu nó quá, nó hư đó nghe. Mấy bữa nay anh bị gì á? Hễ anh rảnh cái là anh đi à. Con có hỏi ảnh, mà ảnh kêu chừng nào công chuyện đó thành công á thì anh nói cho con hay. Nên con cũng thèm hỏi làm cái gì hết trơn. Con phải quản lý cho nó chặt à. À, để nó sanh thật á. Tí về à. Làm gì á? Nhà mình mày làm gì mày còn mộp giống như ăn trộm như mày? Ủa tía, tía dậy sớm vậy tía? Mày làm gì qua đây chi sớm vậy? Đâu gì đâu. Giấu gì trong phòng vậy? Dạ đâu có gì đâu tía. Con chỉ là qua chơi thôi, không có gì. Con về nha tía. Ê, đứng ra đó đi. Dạ. Để tao vô tao coi coi mày giấu cái gì trong phòng. Tía định đi đâu? Vô trong phòng coi coi mày giấu cái gì. Không được nha. Sao không được? Nhà tao muốn đi đâu tao đi chứ. Trời, nhưng mà cái đó là phòng riêng của con mà. Ê, bậy à, bậy à. Mày nhớ là mày có vợ rồi nha. Tao cất riêng có mày cái nhà rồi. Hộ khẩu mày tao còn cắt nữa chứ đừng có nói cái phòng. Bởi vì nhà này mày không còn cái phòng nào hết trơn á. Mày nhớ lộn rồi đó. Ừ. Dạ, thực ra là con để ba cái đồ kỷ niệm thời tuổi thơ thôi chứ không có gì tiếp. Đồ kỷ niệm tuổi thơ mà lén lén lúc lúc vậy đó hả? Mặt mày kìa, dính ba cái màu mè tèm đem tuốt lút kìa. Có chuyện gì thật thà khai báo đi. Vậy khai không? Dạ. Dạ, thiệt tình là con đang vẽ tranh. Trời Phật ơi. Mày vẽ tranh hả? Hồi nào tới giờ nhỏ tới lớn mày cầm cuốc cầm len không mà tao thấy mày cầm cọ bao giờ đâu mày vẽ tranh vậy? Thì bây giờ cũng cầm cọ nè. Mày làm chuyện lạ không à? Rồi vẽ được gì ra hồn vía gì chưa? Dạ, được chứ tiếp. Mà thật ra con cũng phải vẽ nữa mà là cũng tô cái tiếp. Giống như là trên bức tranh phải không? Nó có con số, cái mình lấy mấy cái số này nào tô lên. Cái này gọi là tranh số quá. Cũng được luôn hả? Dạ được chứ tiếp. Được, cho tao coi coi. Không được tía. Tía câu rồi tía nói hết bà con hàng xóm. Cái này bí mật của con mà tía. Bí mật gì? Bí mật tại vợ con. Cho tao coi đi, tao góp ý cho. Ủa, tía có biết gì về hậu quả đâu tía góp ý. Ủa gì bộ mày biết à? Tao là tía mày tao không biết mà mày biết hả? Mày đi học hồi nào mày biết? Bây giờ có cho coi không? Dạ không. Chắc chưa? Dạ chắc. Tao đi kiếm nhái. Tía, nghĩ tía, không ai giờ con mời tía vô thử thách tranh của con đi. Đâu, vô coi coi mày vẽ cái gì. Mày giấu giấu đút đút đi.
hay sao tiếp? Quỷ thần thiên địa là trời. Cái này là chanh hả bảy? Dạ. Tao lại mày bảy ơi, mày biết con nhái nó thích chanh thì thôi đi mua miếng chanh tặng nó đi. Mày vẽ này mày tặng cho nó chắc nó hết ngủ luôn quá. Nó sợ ma, giờ mày thấy giống ma quá à. Thiệt biết vậy không cho tí coi luôn. Trời Phật ơi chanh. Anh Bảy. Em. Mày vừa nay đi đâu vậy? Anh có đi đâu đâu. Anh không đi đâu. Vậy thì tại sao lúc em đi đồng về không bao giờ thấy mặt mũi của anh hết vậy? Con á thì cũng đem qua ông bà ngoại gửi. Anh nói thiệt đi, anh đi đâu? Anh đi gặp ai? Làm gì có gặp ai đâu. Không gặp ai mà cái mặt lén la lén lút vậy hả? Thái độ gì mà còn chối nữa hả? Bây giờ em cho anh nói thiệt á, anh đi gặp ai? Trời ơi em, không lẽ anh là con người tồi tệ vậy sao? Không có đâu. Đúng rồi, có ai tự nhận mình là anh trộm đâu. Nếu mà không làm gì sai á, không có ai mà không có làm cái gì mà tự nhiên lén la lén lút vậy hết á. Bây giờ anh chán cơm thèm phở rồi, anh thay lòng đổi dạ rồi, anh đâu còn thương tôi nữa. Nếu vậy á thì anh cứ việc nói với tôi về tôi thưa với tía má anh để về nhà tôi ở, chứ anh đâu có nhất thiết làm vậy đâu. Nhái em, anh phải như em nghĩ đâu, em đừng có nghĩ anh như vậy nha. Bữa nay mình muốn bán tắc hẹn. Ôi trời. Bé con. Mày làm gì đây vậy? Mày ngồi đó suốt đêm luôn hả? Để mày vẽ này hả? Trời đất ơi, sao mày không về nhà làm đi? Thôi, vẽ nhà tí ý kiến với con, mệt. Mày thất nguyên đêm mày làm đó, mặt mũi mày hả thâm quần hết trơn rồi kìa. Sao để sáng mai làm? Mai còn á, xuống cá giống. Mà hôm nay sẽ tập lum công việc, nên tranh thủ vẽ cho xong, tặng nhá. Xong chưa? Cho mượn coi. Thôi, mày đặt đồ. Mình làm như tao không biết trong đó ba con chim gì vậy? Trả tiền đi. Trả tiền nè, dư 10.000, coi như là con thuê nguyên đêm qua 10.000. Cho mọi người coi. Thôi. Thôi về mày. Vậy có không? Trời ơi, có ba con chim mà làm ớt. Nó đi đâu cả đêm mà con không hay không biết. Làm sao? Con tưởng ảnh ở bên nhà mình nên con cũng không để ý nữa. Thôi con đi về đi. Chừng nào nó về á, kêu nó qua đây gặp tía. Tao đập cho một trận cho biết thân. Dạ. Khoan đã. Dạ. Chờ tía chứ. Tía với con đi tìm nó. Dạ. Đập cho một trận cho biết. Kìa. Trời Phật quỷ thần thiên địa ơi, mày đi đâu mà giờ này mày mới về mặt mày như Hà Bá chú ôn vậy bảy? Anh Bảy, hôm qua giờ đi đâu vậy? Ủa, ngay, sao em ở đây? Em về nhà kiếm quá trời, không thấy vậy? Còn em thì đi kiếm anh từ hôm qua tới giờ đây nè. Mày đi đâu mà cả đêm đây nè? Mẹ con nó ở nhà, chờ mày không có ngủ ghê gì được hết á. Mới cưới vợ về mày đặt tập thối hư tật xấu, đi đâu vậy? Đi. Cái gì?
quên quên bí mật phải không? Món quà tình yêu xong chưa? Dạ xong rồi tiếp. Chị bị chửi cũng đáng rồi phải không? Đâu quan ức gì đâu. À không quan. Anh Bảy, em hỏi nãy giờ sao anh không trả lời? Anh đi đâu? Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả? À, tại anh có công chuyện đột xuất á, cái gấp quá bị quên nói em nghe. Coi cái mặt coi coi. Làm cái gì mà trên mặt chín tùm la vậy? Nó đi cả đêm nay đó, cũng vì con đó. Vì con? Anh dễ thiệt á hả? Nó đó, nó dễ lắm. Mà anh dễ gì vậy? Anh dễ ba con chim. Nè, một, hai, ba. Cái gì mà chổng ngược nó lại vậy? Nó đang đậu trên cành nè, đó ba con đậu trên cành cây. Con phải nhìn cho kỹ nó mới ra con chim, dòm sơ qua tưởng con gà ác. Ủa? Bộ em thích cành hả? Em thích chứ. Nhưng mà... bà đừng có nói với em là anh vẽ bức tranh này tặng em nha. Ủa không tặng cho con, lẽ là tặng cho tía. Em thích mà, trời ơi đẹp. Em thích lắm luôn á. Bởi vì yêu nhau á, xấu nó nhìn cũng thành đẹp. Tía, con nói thiệt với tía nha, từ trước đến giờ con chưa bao giờ mà gặp bức tranh nào mà nó xấu vậy. Con không thấy đường nét nào ra đường nét nào hết trơn. Tía cũng thấy vậy. Nhái, sao ba hồi em nó thích, ba hồi nó không thích, rồi xấu đẹp là sao? Ồ thì từ trước tới giờ anh đâu bao giờ biết về tranh ảnh đâu. Tự dưng hồi bữa nghe em kêu thích tranh cái anh mận vậy, em vui lắm. Em vui, anh cũng vui theo. Tía cũng vui. Dạ. Anh, vậy chút nữa mình đi về mình mua móc treo lên anh ha. Mình treo ngoài phòng khách đi, mình ngắm. Thôi, cho tao ca nè, để em vô phòng ngủ hai đứa treo đi. Rồi tối người ta ngồi đó người ta thức, người ta ngắm tranh. Treo phòng khách, khách ta tới người ta nhìn tội nghiệp ta. Nổ mắt à. Đâu hết rồi bà ơi? Ủa ông về rồi hả? Khát nước quá à, cho ông đi nước uống rồi. Ủa tôi tưởng ông đi uống cà phê về. Thì đi uống cà phê, nhưng mà từ quán cà phê lội về tới đây trời nóng nực nó khác nữa, chứ không có nổi. Một xíu làm thì ứng. Ông đi từ quán nước về đây à, mà ông chịu không nổi. Rồi như người ta đi làm suốt ở ngoài đường, ngoài đồng vậy đó, mà sao người ta chịu nổi? Ý bà nói chuyện có chút ác gì mà tôi rên rỉ chứ gì? Tôi không có ý đó. Lấy nước cho uống nghe. Trời ơi, làm ơn bước dài dài giùm tôi cái. Bà bước vô tới chỗ bà lấy nước ra tới đây cái tới chiều quá à. Chậm thì ớn thiệt chứ. Ông đi từ quán nước về đây à, mà ông chịu không nổi. Rồi như người ta đi làm suốt ở ngoài đường, ngoài đồng vậy đó, mà sao ta chịu nổi? Bà này bà nói cũng có lý ta. Ta làm ngoài đồng cả ngày khát nước, nước đâu uống, cũng phải chịu thôi.
Đó, nước của ông đó. Bà kêu ông Tám á, đi mua cho tôi á 4-5 cái thùng nước suối bự bự đi. Làm chi vậy? Không khác dữ vậy hả? Làm việc thiện. Dạ, con là Diễm Hồng. Con xin thần hoàng bốn cảnh, thần sông, thần núi, thần rừng, đất đai nhân trạch, thần tài thổ địa phù hộ cho quán của con được muôn may bán đắt. Sẵn tiện cho con xin một chút tình duyên con được khởi sắc một chút. Dạ, con tạ ơn các thần ạ. Gã mang thùng nè, gã tưng thùng nè, cái đồng công thùng nè, chấm sáng thùng nè, trường học thùng nè. Một thùng á, một ngày cũng được mấy chục người uống nè. Tôi đi từ quán cô Hồng về đây mà tôi còn khát nước. Người ta đi làm cả ngày ở ngoài ruộng, ngoài đồng, ngoài đường đi vậy đó. Người ta khát nước, nước đâu uống. Coi vậy chứ cũng đỡ lắm đó ông. Dạ, nước về nè tía. Ừ, giỏi con. Dạ. Rồi coi cái nào mới đem vô, còn nhiêu là để ngoài nha. Dạ. Mệt không con? Dạ, không có mệt má ơi. Mệt cái gì, cái thùng nước suối gì bà hỏi kiểu đó, bởi vì giết nó nhũng nhẽo. Tội nghiệp. Đáng lẽ mấy cái chuyện này á, là bãi cò nó ở nhà nó làm. Bây giờ nó có vợ rồi, cho nên Tám nó phải làm. Kệ nó đi làm tập thể dục thôi chứ có gì đâu. Ráng nghe con. Dạ. Cái thùng nào nó dư thì đem vô đây để mai để nữa. Còn nó đi vô để ra ngoài đó đi. Ừ, để ngoài đó sẵn mang đi luôn, khỏi mang nhà nữa con. Dạ, con biết rồi tía má. Ừ. Dạ. Trời ơi, sáng giờ sao không có thấy móng khách nào vậy trời. Cái gì vậy trời? Nước uống miễn phí, mời bà con dùng tự nhiên. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy trời? Tại sao cái quán của mình, quán cà phê đây mà tại sao ai để bình nước miễn phí đây rồi ai uống quán cà phê nữa? Ai vậy? Ai mà chơi mình kỳ cục vậy? Còn để chai nước uống sẵn nữa. Cái này là có chủ đích nè ha. Quá sức tưởng tượng. Những chiều lăng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chú ơi chú. Dạ. Nước này miễn phí hả chú? Ở nước miễn phí, uống đi thêm. Đây đây đây. Dạ, tôi xin ca. Đây đây, có liền, phục vụ tận nơi luôn. Dạ, uống thoải mái đi. Cảm ơn chú. Ừ. Nữa không? Nước mát quá à. Làm ly nữa nha. Dạ thôi đủ rồi, cảm ơn chú. Khi nào có đi ngang qua đây nè, khát nước thì ghé đi uống nha. Rồi, cảm ơn chú nha. Hay là dài dài á, tôi cũng có để mấy bệnh vậy á. Dạ dạ. Ha? Ừ. Dạ thôi tôi đi, cảm ơn chú nhiều lắm nha. Ừ, có gì đâu. Ừ. Khi nào có khát nước ghé uống nha. Dạ. Tội nghiệp, bà con mình á, đi làm đồng. Nước đôi đâu ngủ, giữa đồng giữa sái vậy nè. Có cái cao mà. Tôi còn bình nước đâu. Có ca không sao uống. Mày kiếm gì trên cây vậy Tấm Tàn? Con đi chơi. Mày rảnh quá à. Tao thấy mày kiếm gì trên cây á. Thì con kiếm cái bình nước uống này nè. Con sợ đứa nào nó phá phách rồi nó treo trên cây á. Bình nước nào treo trên cây? Mày làm cho bóng đèn treo trên cây, trên cao. Ở trên cây cũng không có. Mà ở trong bụi cũng không có. Vậy nó ở đâu ta? Thôi con về con Hồng. Dạ. Con về nha. Ghét. Ngay cái thằng mối ruột của mình á, mà nó còn không thèm uống nước của mình nữa.
Mà đi uống nước miễn phí. Hỏi sao không ế chứ. Tía. Gì? Cái bình nước còn đặt gần quán cô Hồng á, mất nửa rồi tía. Mất nửa hả? Dạ. Trời đất ơi, hai ngày nay chỗ quán cô Hồng mất hai bình. Dạ. Rồi mấy chỗ khác có mất không? Không á. Kỳ vậy kìa. Vậy ai lấy ta? Tía, con đang nghi là cô Hồng á. Cô Hồng bán nước, cô bà lấy nước làm chi? Ừ, đúng rồi đó. Không có chứng cứ, không có nghi quan cho người ta vậy được con. Dạ. Thôi, mấy thùng nước à, mất thì thôi. Mất, tôi không có tiếc. Mà không có biết người lấy, mình mới tức đây này chứ. Mà chắc người ta cần, người ta mới lấy. Mà nghiên cứu hoài, không ra ai để mới tức mình. Chắc là cô Hồng không lấy. Thì chắc là ai đó đi đường, đi ngang thấy thùng nước sẵn ôm luôn chứ gì. Trời ơi, ở xẻo lá này người ta lấy cái gì chứ. Hồi nào giờ ai đi lấy cái bình nước gì kỳ. Có đó nghe tía. Trời ơi, nhiều khi cái tụi nào nó thái mái, nó tham lam, nó lấy hết trơn á. Vậy con giác mình nữa, ra ngoài đó để y đó đi. Nữa hả tía? Ừ, nhưng mà lần này chịu khó đừng có về. Kiếm chỗ nào kín kín, đứng rình tự có ai lấy. Trời đất ơi, rồi không lẽ cái thằng ăn trộm đó tới khuya nó mới tới. Rồi con cũng ngồi đợi tới khuya luôn hả tía? Mày chịu khó đi, để con biết ai để tức cũng vậy à. Đi rình bắt kẻ gian thôi mà. Mắc mớ gì rình cái bình đầy chỉ cho nó nặng. Mình rình bình không đi cũng được mà. Mình thông minh thiệt. Nói gì đi đi còn suy nghĩ gì nữa. Dạ. Đi đi con. Dạ. Nói tới là quần quằn thằng này thiệt tình. Úi dạ. Trời đất ơi là trời. Trời hành trời phạt hay sao á. Ở nhà không ở, đi ra đây gình mòn vậy nè. Mũi chích gần chết luôn vậy đó. Tôi mà biết ai mà lấy cái bịch nước đó ha, là tôi cho lên đồn ngay lập tức. Trời đất ơi, nữa hả trời? Cái bình nước này của ai vậy? Đem về giùm đi. Có ai không? Bộ giỡn với tôi hay sao vậy? Tôi mà biết được á, không yên đâu nghe chưa. Tụi bay không? Bưng bình nước cho tao coi. Trời ơi. Mệt quá, cái bình không mà tưởng nặng lắm. Thì ra là con Hồng. Trời, không ngờ tính tình cũ như vậy luôn á. Nhà bán quán nước mà làm như thiếu thốn lắm vậy đó. Đi lấy cái bình nước của người ta đem vô để mà bán. Bó tay thiệt chứ. Gì vậy Tấm Tàng? Thì con đang nhìn cái mà cô đang nhìn đó. Ủa? Mà cái bình nước nó có gì trỏng mà cô làm gì cô xăm soi quá vậy? Tao đang điều tra coi ai là cái người từ bữa đến giờ phá đám tao không cho tao buôn bán nè. Rồi cô tìm ra thủ phạm chưa? Chưa. Tao đang điều tra dấu vân tay. Gì ghê vậy? Dấu vân tay luôn hả? Chứ còn gì nữa. Đây nè, mày nhìn coi. Mày có biết cô ai không Tấm Tàng? Trời ơi, cô nói chuyện nghe ngộ quá. Cô làm như con thám tử vậy. Ai biết. Chẳng lẽ bây giờ ta phải triệu tập cả cái xẻo lá này để tìm ra cái dấu vân tay của ai giống như cái này.
Trời đất ơi, mày mạnh mạnh tay giùm tao quá tá, mày nhồi gì mà như nhồi đất sét để nắng đồ chơi. Được chưa tía? Nắng đi chừng nào mà mày, đó dẻo chút nữa là dẻo chừng nào mà mày nắng được gì nè đó là được nè. Đó, gì nè thấy không? Bóp mạnh mạnh đó mày làm gì? Mày làm gì? Chút ra bình nước thì ra mà đường lộ để mấy cho bà con đi ngang ra uống nha. Dạ, không biết rồi tía. Phải có mày em tắm ta. Nè, cô đừng có nói bậy nha. Làm gì của con có biết gì đâu. Thôi không phải thôi, làm dữ vậy. Giờ uống gì tao làm cho nè. Thôi giờ hết khát rồi, con đi về. Ghét. Không mợ chợ cũng đông. Mình phải tìm ra bằng được cái người phá mình không cho mình buôn bán. Đi vòng vòng cái xóm này, kiếm cho bằng được. Miễn phí. Trời đất ơi, đây nữa đó. Ai mà đánh dữ vậy ta? Thêm một bệnh đây nữa. Trời đất ơi, đem mấy bình nước ra tới đây không muốn hụt hơi. Có con có cái lớn hết rồi mà không có thằng nào làm chuyện này tiếp mình hết trơn. Tám sai đi canh cái bình nước ngoài đó, giờ này không thấy về nữa, không biết có phát hiện được ai không hay đi chơi nữa rồi. Để ngay đây đi, người ta đi qua lại người ta thấy người ta uống. Ủa anh hai. Ủa, không. Anh làm gì vậy? Để nước đây nè, để cho bà con đi qua lại người ta uống. Vậy là cái bình nước bữa giờ trong xóm là của tôi không đó. Vậy cái dấu vân tay trên bình cũng là của anh luôn á hả? Dấu trên đó. Cái bữa vô nhồi bột rồi tôi ôm này nó dính trắng trên này vậy. Vậy là anh cố tình anh ôm cái bình nước đặt trước quán em đúng không? Ủa trời đất ơi, con nói gì kỳ á? Tôi đâu có bận. Vậy của ai? Đám á, đám tàn á. Ở kìa, tới kìa. Trời ơi tía, sao tía không để con qua con nghinh phụ cho? Trời ơi, đợi mày chắc tới khuya, khuya tối ai uống? Anh hai, anh có thù ghét gì em á, thì anh nói. Chứ làm gì mà anh chơi ác với em dữ vậy? Trời ơi, cô nói gì kìa cô Hồng. Mình quen biết từ nào giờ tôi thù ghét cô chi? Em á, buôn bán ở đây á, là mấy chục năm nay rồi. Mà anh, bộ anh tính đạp đổ chén cơm của em hay sao vậy? Trời ơi, cô nói gì tội nghiệp tôi cô Hồng. Cơm là ngọc là ngà mà tôi đạp đổ gì tẩu chết luôn à. Em tức quá đi à. Em nói vậy mà anh cũng không hiểu nữa. Là sao? Tía, ý cổ nói mình đặt cái bình nước miễn phí trước cửa quán cổ, làm cho quán cổ ế á. Ủa quán cổ ế nào tới giờ chứ đâu phải bình nước mình đặt cổ mới ế đâu. Anh nói gì, ế gì mà ế chứ. Chứ em hỏi anh chứ, anh nghĩ sao Tấm Tàn á, nó bưng nguyên bình nước đặt ngay trước quán em, cái để nước miễn phí, mời bà con lại uống thoải mái. Em nói thì cái chữ cái nước miễn phí nó còn bự hơn cái bình nữa. Hỏi sao người ta vô quán em ta uống được. Trời đất ơi, tôi dặn Tám nó để cặp bên quán cô xích đằng kia chút ngoài đường lộ á, cho người ta thấy người ta uống. Ủa, con đặt ở đâu vậy Tám? Thì bữa đó con thấy nếu mà đặt ở ngay chỗ ngoài lộ á thì nắng quá đi. Con mới đem vô cái bình nước vô trong quán của cổ cho nó mát. Trời ơi, chỗ người ta bán quán mà mình đặt bình nước miễn phí vậy có sao được con? Làm gì bậy nha. Phải rồi. Mày thấy tao đơn thân có một mình phải không? Cho nên mày muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Trời ơi, mày ăn hiếp tao đúng không? Trời, cô nói gì cô Hồng? Thì con cũng có ý tốt, con làm theo tí á con. Để bình nước cho bà con người ta uống. Thì tao đâu nói mày xấu. Nhưng mà mày muốn để cái bình nước á, mày phải để sao cho nó phù hợp. Chứ mày nghĩ sao á, mày đặt ngay trình hình như trước quán tao, mà sao tao làm ăn được? Ăn coi nồi ngồi phải coi hướng chứ. Ngủ dạ lái chiều đoàn, tôi xin lỗi cô. Thật ra tôi cũng có ý tốt thôi chứ tôi không có ý xấu gì hại cô đâu. Tôi muốn đem bình nước này ra nè, để về dài để cho bà con đã khát nước, ta đi ngang có nước ta uống, làm phước vậy đó mà. Thiệt tình với anh á, thì cái lòng của em nó cũng tốt như anh vậy thôi.
Em đâu có biết anh làm từ thiện giúp bà con đâu. Chứ nào em biết em cũng ủng hộ anh mà. Đằng này á, em không biết ai tự nhiên đặt trước quán em mà không nói cho em biết, cho nên em mới giận. Chứ nếu em biết thì em đâu có giận dữ vậy. Nhưng bây giờ hiểu ra rồi thì thôi không sao hết trơn. Mấy mốt có gì bình khác em đem để đặt quán em cho. Vậy đó hả? Dạ. Vậy hết giận phải không? Biết rồi không có giận nữa. Thôi vậy đi, mình cùng nhau đóng góp nhau gượng chút để giúp đỡ bà con lúc khó khăn mà cô Hồng. Má. Má. Má đi đâu vậy? Thì tính qua bên con nè. Đồ ăn má mới nấu còn nóng nguyên à, đem về ăn liền nghe không? Con cảm ơn má. Ăn liền nghe không? Dạ. Ủa? Bảo. Sao mấy nay không thấy qua vậy? Dạ, mấy bữa nay anh Bảy Cò phụ tía bưng nước qua bên chợ với bên bệnh viện á, không ai canh nhỏ hết nên con ở nhà ăn canh nó. Ờ, đường cái tía bay rảnh á, nghĩ ra nhiều chuyện cũng hay. Tốt. Kệ con, la làm đùm đã rách. Mình có nước uống chứ có nhiều người không có nước uống á con. Ủa gì mà má? Hả? Mấy bữa nay á chị Sáu Nhú có gọi điện cho má không? Có chứ, gọi riết gì, hỏi thăm bay nữa. Vậy hả? Ừ. Hồi hôm bữa chị gửi cho thằng con của con mấy bộ đồ chơi dễ thương lắm. Vậy hả? Ừ. Ồ, mà sao dạo này con thấy chị không về vậy? Bộ chị kẹt lắm hả má? Có kẹt gì đâu, nó không muốn về. Ủa sao mà không muốn về? Thì chắc tại tía với má cứ... À, con biết rồi. Cái chuyện chồng con phải không? Ờ. Trời ơi. Ủa? Ê, ủa điện thoại. Ủa nó đeo đâu ạ? À? Đây, 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 đây. Trời ơi. Ơi. Đó. Dạ. Bỏ vỏ mà không nhớ đó con. Ờ, tôi nè. Thì có tiền đó, trả đi rồi về tôi đưa lại. Trời đất ơi. Ờ vậy thôi chờ chút nha, chút rồi về liền. Thôi má về nha, về trả tiền nước cho người ta, người ta đem nước tới kìa. Dạ vậy thôi má về, rồi chiều có gì con rảnh ẩm nhỏ qua chơi. Ờ à, nha con. Dạ. Má về nha. Dạ. Phụ phụ con cô Ngọc. Đây đây đây. Rồi rồi để đây nè. Ờ để đây dễ thấy. Rồi để xuống. À được rồi đó. Còn cái ca vô cho tao uống chứ. Dạ. Ý, để tao dán này vô nữa chứ. Dạ. Đó, mình nhìn coi coi được chưa? Mình nhìn coi được chưa? Bắt ta. Xíu xíu còn bên phải xíu còn không? Bên phải hả? Dạ được. Rồi, rồi được rồi đó, được rồi đó. Dạ được rồi. Đây. Rồi, để băng keo. Rồi, dưới này. Ờ. Đây. Công xong. Nhận. Có một chút xíu vậy thôi mà có thể giúp được bà con á, đi làm về có cái uống nước cũng đỡ đỡ lắm ha. Dạ đúng rồi đó con Hồng. Ờ mà thôi con về bển nha. Ừ. Để con thôi tía con kêu con á. Thôi con về nha. Ừ. Dạ. Ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao đời vui quá đổi sớm hôm hiền lành. Ngày nay cái gì cũng có hết mà sao ruột gan như muối sét thấy đàn con cháu mà đau. Đổi thay bao nhiêu thay đổi tới từng ngày cho nên gan ruột rối bời bời làng trên xóm dưới. Đổi thay từng ngày nhìn người ta mà lòng đau. Hai. Ủa cô Hồng sao vậy? Em mới đi chợ về. Hả? Sáng giờ có ai thay cho mình nước cho anh? Trời đất ơi, đất khai trương quá trời, ai đi ngang đây cũng ghé uống. Nhìn đàn con nó đang lớn dần, rồi làng quê về thành đô, rồi cùng nhau tập tành món chén. Khi trở về cơn sốt tiền đã biến hình nó tan tành rồi. Khi trở về cơn sốt
sốt tiền đã biến hình nó chỉ vui vẻ cả làng rồi ha. Tan tành rồi anh vậy. Ê, hai bạn ngồi đó làm chi? Dạ, ồ tiếp. Để đây nè, lên bạn Thiên ngồi nè, rồi tao lại. Con cái gì nuôi cho tới lớn già đầu cho ăn học, mà ngồi đó chơi để cho ông già khung lưng mà quét sân, tụi bay coi được không? Hả? À? Thì tía để đi, chung hồi quét cho. Chừng nào? Chút hồi là chừng nào? Tụi con coi xong này tụi con quét liền mà tía. À, câu này nghe quen quá à Tám à. Câu này nghe quen thuộc lắm. Thôi tía. Tía đưa con chổi này chứ tía càng quét tía càng chửi nữa mất công. Rồi coi gì trong đó, có bổ ích gì không? Dạ. Tía, biết rằng là nó không có bổ gì hết trơn á, nhưng mà nó nghe nhìn lạ, nhìn ngộ lắm tía. Dạ. Để tao coi coi. Dạ. Dạ, tía coi. Đâu lạ gì đâu ngộ. Trời đất ơi, tưởng gì ba cái clip dạy nấu ăn thôi có gì đâu. Thì đang sơ bếp kìa, má tụi bay dạy cho nấu. Dạ, lạ ở chỗ là cái gì nó cũng khổng lồ tía. Ví dụ như là cái nồi lẩu khổng lồ, cái chảo cơm chiên cũng khổng lồ. Nó làm gì nhỏ 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 giống như là chơi nhà chòi vậy. Đúng rồi đó tía, nó lạ cái chỗ nha, là khổng lồ á tía. Chứ lại cái người làm tía coi nè, con thấy mắc cười gì đâu, ngộ gì đâu tía. Có gì đâu cười, có đâu ngộ đâu. Tưởng như nấu nồi cơm chà bá lửa này nè, để cho nó ăn, rồi quay clip rồi cho tụi bay coi. Vậy thôi chứ có gì đâu. Ừ, tao thấy mấy người này cũng rảnh nha, rảnh nè. Không phải đương không mà rảnh họ làm không đâu tía. Cái này làm đó nha, là có tiền đó. Một tháng nó coi con nghe nói đâu là kiếm được mấy trăm triệu luôn á tía. Mà nổi tiếng nữa tía. Trời ơi, mới có mấy ngày mà được 2-3 triệu lượt người theo dõi luôn á tía. Mày á, có vợ rồi, không lo làm ăn, để lo cho vợ sao rồi còn có con nữa. Bày đặt á, nghe lời mấy người này nè, rồi tối ngày úp mặt vô điện thoại này hoài đi, rồi mau giàu lắm đó con. Con về con xin phép vợ con làm cái YouTube là vợ cho con qua đây làm liền. Tao dẹp ba chuyện này đi, tao không có bao đồng đâu. Quét ba cái sân cho sạch nha. Rồi đó. Quét cho sạch cho ba cái sân này nha. Vô uống trà với tía. Anh. Cười rồi chứ. Cái gì mà giữa trưa mà đang ngủ mà ai mà cười ấm sầm như trời. Tía. Đang ngủ mà sao giữa trưa mà tía cười cái gì vậy? Tao đang coi YouTube. Mấy ông bà già ở dưới quê nè, quay lên nè, bắt cười muốn chết luôn vậy rồi nè. Nè. Trời đất ơi. Thấy không? Con đã nói với tía rồi. Mấy cái này vui lắm mà tía không chịu tin con. Tía, hay là bây giờ tía con mình khởi xướng cái phong trào mà làm YouTube ở Xẻo Lá này đi, để cho bà con cô bác người ta coi. Làm nghe tía. Nhưng mà tao đâu biết gì đâu mà làm. Tía cứ yên tâm đi, mọi chuyện nó có con lo. Nhưng mà làm gì thì làm nghe, không có làm mấy cái trò khỉ cho người ta cười nghe. Dạ, con biết rồi tía. Vậy con đi báo cho anh Bảy liền nghe tía. Cười nữa chứ. Rồi, bây giờ á, anh Bảy Cò sẽ là quay phim nha. Còn con á là đạo diễn, kim chịu trách nhiệm nội dung kịch bản luôn. Còn tía là nhân vật chính, thấy không? Thì cũng như là phim vậy đó, trước khi mà bấm máy quay, mình phải học thuộc thoại nha. Con có ghi thoại sẵn ở đây cho tía nè. Thuộc thoại trước đi mình quay nghe tía. Ủa đoàn phim có 3 người hả? Dạ đúng rồi, ekip chỉ cần 3 tía con mình thôi là quá hoàn hảo luôn rồi tía. Phải học thuộc này đó hả? Dạ. Trời đất ơi, tao từng tủ này rồi bắt tao học thuộc này nữa, sao tao học cho nổi tám? À, tao già cả rồi mày bắt tao đọc hết cái đó chắc chừng nào mà tao mới thuộc nổi. Vậy thôi để con đọc cái tiếng nghe nha. Đọc đi. Rồi, chào các bạn, tôi là Hai Lúa, sống ở xóm Xẻo Lá. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý bà con, cô bác, anh chị, các em và các cháu
một món ăn dân dã của miền Tây, đó chính là cá lóc nướng chui. Trời đất ơi, viết chi mà về nhằn về sọc của cái chữ lý tí như kiến bò, sao ta học nổi. Thì bởi vì tí tí học đi thầu thuộc đi ngồi quay, nghe tí. Thôi khỏi đi, quay đi, tao biết rồi. Ủa, tí thuộc chưa mà kêu quay? Thôi quay đi, tao thuộc rồi. Rồi, ok, vậy bắt đầu quay nha. Cái bước đầu tiên á là tí phải bắt cá lóc, đập đầu cho nó chết, xong rồi cạo giải, rồi móc mang, móc ruột, rồi xong mình rửa sạch, rồi mình nướng nghe tí. Trời đất ơi, bố mày khùng hả Tám? Cá lóc nướng chui thì ta để nguyên con vậy chứ mày cạo giấy rồi mày móc ruột nữa rồi đâu còn là cái món truyền thống của ta nữa. Dạ con biết rồi tía. Rồi ok vậy mình bắt đầu mình quay nha tía. Anh bảy máy chạy rồi. Rồi máy chạy. Diễn. Gì quên rồi. Trời ơi, cắt anh Bảy, cắt đi. Sao vậy Tiết? Nói gì? Vậy nói thuộc rồi, thiệt tình luôn. Trời ơi, đã hồi nãy con kêu Tiết là phải học thuộc thoại Tiết mới quay được, mà tự nhiên nhắc Tiết đi. Máy chạy. Mới vô nè, là Tiết phải giới thiệu tên, tuổi, quê quán Tiết ở đâu, với lại cái món ăn mà Tiết muốn thực hiện cho bà con xem ngày hôm nay là món gì. Thuộc cho Tiết. Rồi quay nha Tiết nha. Rồi quay. Rồi. Diễn. Ngồi gì luôn hả? Dạ. Kính thưa bà con cô bác, anh chị em và các cháu thiếu nhi nhi đồng, tôi là Hai Lúa, quê tôi ở Xẻo Lá, nghề nghiệp làm ruộng, làm vườn, làm rẫy. Hôm nay tôi có một cái món ăn giới thiệu với bà con cô bác là món ăn dân dã, món ăn đồng quê của quê hương Xẻo Lá tôi để đãi cho bà con cô bác ăn. Đây, cá lóc nướng chui. Đây, cá lóc nướng chui. Cá này còn mạnh nha. Dạ. Cầm chặt tiếp, cầm chặt tiếp. Ô, từ nó dễ quá. Rơm đâu, có rơm chưa? Ở rơm đâu Tám? Ủa, rơm gì tía? Trời. Thì cá lóc nướng chui phải nướng bằng rơm chứ, bằng cái gì? Thôi bây giờ con không có chuẩn bị rơm kịp. Bây giờ tía mình nướng bếp ga nghe tía. Cá lóc nướng chui hồi nào tới giờ ta nướng bằng rơm không? Ai mà nướng bằng cái bếp ga? Mày làm lên đẳng cho người ta cười cho thúi đầu hả? Nhưng mà cũng ngon mà tía. Sao ngon được? Thôi dẹp đi, tao quay đó, rửa tay. Tía. Kỳ vậy? Bây giờ sao? Mày biết đâu. Cá lóc nướng chui. Hay quá chú bạn. Hay quá chú bạn ơi. Trời ơi, wow, mới có mấy ngày thôi mà 4,000 lượt view rồi kìa tía. Đồ, có bộ tía sắp được nổi tiếng rồi nha tía. Tao tính làm chơi cho vui, ai về người ta cũng coi đông quá ha. Dạ. Đâu, đưa em coi cái bình luận coi. Trời, có cô Diễm Hồng nữa nè. Anh hai làm clip vui quá, hi. Để coi ai nữa ta. Chú sâu lắm tía. Sao? Trời đất ơi, cười muốn bể bụng rồi anh hai ơi. Bé nhóc cu te, lần sau ông hai vlog nhớ làm trà sữa cho con nha. Tía. Hả? Dạ. Anh yêu cầu trà sữa, vậy lần sau mình làm cái clip trà sữa nha tía. Chính xác. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ tao chưa biết mặt trà sữa là sao, kêu tao làm sao tao biết làm. Không sao đâu tía, mình không biết làm á, cái mình lên mạng á, mình kiếm, sẽ có người chỉ à. Dạ đúng rồi tía. Lúc đầu á, tao tính làm ba cái món ăn dân dã miền Tây mình nè, cho nó vui, rồi quảng bá ba cái món ăn của quê hương mình. Vậy đó người ta coi đông dữ hả? Mình tính thì tính như vậy là đúng rồi đó tía. Nhưng mà bây giờ tía biết không, cái kênh YouTube của mình nó đang trên đà phát triển, phải không? Thì mình phải tìm cái mới lạ, mình thay đổi từng ngày để cho thu hút người xem càng ngày càng nhiều nữa. Dạ. Chứ bây giờ tía là người miền Tây, mà tía làm mấy món ăn miền Tây không mà thì nó quá bình thường rồi, không có gì để coi hết trơn nữa. Cho nên là tía phải thay đổi, làm các món ăn từ các vùng miền khác nè,
chẳng hạn như nước ngoài cũng được nước tía, như gà rán nè, pizza nè, vậy nó mới độc, nó mới lạ. Ừ, đúng rồi. Dạ. Rồi bấm gì bấm hoài Tám? Dạ, con đang nghiên cứu coi có cái ý tưởng gì mới đi, mình quay cho tía. Trời đất ơi, mình làm gì vậy bảy? Dạ, tại tía sắp thành người nổi tiếng rồi, bây giờ mình đeo cái kiến vậy cho giống người nổi tiếng. Ủa, người nổi tiếng rồi có thấy đường thấy gì đâu mà nổi tiếng chị? Thì cần gì kêu con làm hết cho. Vậy đó hả? Dạ. Ê, được. Từ đây trễ về sau tía để con nghe, giống như là con là quản lý của tía, con nhận xô chậu hết con cho. Alo. Alo. Anh Hai hả anh Hai? Không phải anh Hai, ai vậy? Ba máy cài nè. À dạ dạ. Tía. Có anh ba xe máy cài. Alo ba. Dạ. Mấy thửa ruộng anh tính cài sao anh? Thì hai miếng ruộng hai bên đó. Mày coi mày cài luôn giùm tao đi. Lúc này tao bận công việc quá không có ra coi được. Nghe không? Coi đó, xử luôn đi. Dạ, rồi, em cài luôn nghe. Rồi, vậy ngang. Rồi, khỏi cúp máy, để anh cúp vô. Đó. Nổi tiếng sướng vậy hả? Dạ, không cần làm gì luôn. Trời đất ơi. Tía uống muốn trà không? Uống trà không? Uống chứ có thấy được đâu mà. Rồi, nội dung hôm nay, mình sẽ quay ông Hai Lúa tập yoga. Ủa, yoga là gì? À, tập yoga là tập thể dục có tía. Trời đất ơi. Rồi bây giờ tía nhìn con làm sao, tía làm y chang vậy nghe tía. Rồi làm đi. Rồi. Tư thế đầu tiên, đây là tư thế con mèo. Tư thế đầu tiên là tư thế con mèo. Bên đây nè, bên đây thì tía. Dạ dạ đúng rồi. Đó. Là tư thế con mèo. Hít vào, thở ra. Tư thế thứ hai, tư thế biến thể của con mèo. Tư thế thứ hai, tư thế biến thể của con mèo. Kiểu này khó quá Tám ơi, cho qua đi, này khó lắm à. À tía ơi, không được đâu tía. Tía phải làm cái này đi, tại vì fan người ta yêu cầu cái bài này nhiều lắm. Nha tía nha, cố gắng nha tía. Làm tía ơi. Rồi nghe, biến thể của con mèo. Tía, quay qua đây nói nè. Đó, hay quá tía ơi. Trời da. Trời. Trời. Tía. Có sao không? Đau, đau tay quá. Sao không tía? Đau quá, dài quá. Thôi dẹp đi, còn có quay gì nữa chứ đó. Máy chạy nha, chuẩn bị chưa? Máy chạy rồi. Diễn. Hỏi tía ơi, ngưng đi, cắt đi, cắt đi. Cái gì? Của người ta múa vậy nè. Tía đứng quay, ai mà quay không được tía. Với lại người ta quẹt mũi, còn tía bóc mũi là sao? Mày muốn tao làm kiểu đó, đặng cho cái lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc hả? Tía mày quay mấy dầu quen rồi. À thôi không sao tía, bây giờ tía cứ làm theo cái phong cách của tía đi, để thôi mình sắp đặt mốc triệu view rồi đó. Dạ dạ, gán lên tía. Cái này nó thôi nha. Dạ dạ, múa đẹp lên nha tía. Rồi nha. Rồi máy chạy nha. Diễn. Đó hay quá. Ừ, đó. Hay quá tía ơi. Ừ. Đó đúng rồi, đúng rồi, đẹp tía. Ừ, hay quá tía ơi. Hay đó. Hay quá tía ơi. Hay. Đó. Đó đó. Quá hay luôn tía ơi. Rồi. Đó. Ui. Đó. Tay chân dở không lên mà bắt quay cái này nữa, mấy ông bay làm cái chuyện ác ác không à. Mệt quá. Đừng quay gì nữa chân nha. Tao không làm nữa đâu. Tía. Hờn quá. Ném chút cái côn vô đầu. Mà côn vô đầu còn đỡ. Chứ đừng vô điện thoại được rồi.
chào tất cả cô chú anh chị em cùng các cháu đang trở lại kênh Có Ông Hai Lúa Vlog. Cô chú anh chị em và các cháu ơi, hôm nay anh em tụi tôi là con của Ông Hai Lúa Vlog, bảy cò với tấm tàn, xin gửi đến tất cả mọi người một món ăn rất là đặc biệt. Đó là mì siêu cay. Siêu cay đó. Đây. À. Dạ, bà con cô bác, anh chị em và các cháu nhìn thấy có cay không? Dạ, chứ mình thấy là cay lắm luôn á. Bây giờ, mình là bảy cò, con của ông Hai Lúa. Mình sẽ ăn tô mì siêu cay này để trong khi chờ đợi ông Hai Lúa vlog xuất hiện nha bà con cô bác. Các anh, các chị, các cháu. Sau màn trình diễn của anh bảy cò, tiếp theo sẽ là ông Hai Lúa vlog xuất hiện, sẽ ăn một tô mì siêu cay hơn tô mì này luôn nha. Bảy cò, xin phép bắt đầu nha bà con cô bác và các cháu. Cay không bảy? Nhiêu đây mà nhầm nhòi với anh mày. Đây, ăn hết nguyên muỗng ớt này luôn nha bà con cô bác. Cay quá. Cay đắng quá bà con cô bác rồi các cháu à. Ớt cay nữa nè. Ấm. Ớt thêm à. Nước quay qua chỗ khác. Đợi xíu nha. Chừng nào ông Hai Lúa xuất hiện hả? À, đợi chút xíu đi, bảy cò ăn hết cái tô mì này, ông Hai Lúa vlog ông sẽ xuất hiện nha bà con cô bác và các cháu nhé ha. Hãy đón xem nha. Rồi đó, thấy chưa? Đó, bởi vì nói nha, cuộc đời của tôi á, gần 30 nồi bánh chưng rồi mà chưa thấy tô mì nào á mà nó cay với tô mì này hết. Ngon quá bà con cô bác các cháu à. Tiếp nha. Quay qua cho khác. Đang trục trặc kỹ thuật chút xíu nha. Dạ, bảy cò xin trở lại với bà con, cô bác và các cháu nhé. Mình xin phép kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Đã chung rồi, sợ có ông Hai Lúa, ông xuất hiện, ông ăn với tô mì cay, siêu cay, cay gấp 10 lần cái này luôn nha bà con, cô bác, các cháu à. Hẹn gặp lại mọi người nha. Cay quá. Cay quá. Có sao không mình bảy? Cay quá. Uống đi. Trời ơi. Tía, con biết tía ăn ớt không được, nhưng mà vì sự nghiệp tương lai hả tía? Tía chịu khó ăn tô mì này nha. Này tô mì gì? Này tô ớt thì có. Không tía, cái này là tô mì, nhưng mà có chút xíu ớt trong đó thôi à. Ủa mày con ai tát? Mày tính giết tao hả? Bao nhiêu ớt đó mày nói chút xíu hả? Chừng nửa ký ớt trong đó mày kêu tao ăn là tao chết hả? Con nghe nè. Anh thấy anh em mình làm vậy với tía bậy quá. Nào giờ tía có ăn cay được đâu. Anh ăn có chút xíu anh còn ăn không được nữa kìa. Nhưng mà bây giờ kẹt cái á, là tía đang hot trên mạng dữ lắm, anh hiểu không? Hot thì hot, bây giờ đổi khác đi chứ đừng để tía ăn mì cay, tội nghiệp tía lắm. Trời ơi, đổi bây giờ nó uổng lắm anh biết không? Quá khác uổng lắm. Hồi sáng giờ hai anh em mình làm cái phần giới thiệu á, nó cực gần chết luôn rồi. Bây giờ khán giả fan hâm mộ đang trông chờ cái clip mà tía ăn mì, rồi tự nhiên làm cái khác sao được. Cũng có lý. Tía gán ăn đi, tía ăn đi, cái clip này là chắc chắn là lên bay bổng ra luôn á tía. Bay tới đâu? Bay lên trời luôn hả? Mày ăn đi. Thôi tao không ăn đâu, cay lắm. Ăn đau bao tử chết luôn. Hai mày tính giết tao hả? Tính giết tao đang chia nhà chia cửa hả? Khùng. Tía hot lắm tía. Ăn đi tía. Tao nói không là không nha. Ủa tía nghe không lần này đi tía. Tía ăn đi tía. Tao nói không ăn là không ăn nha. Tự nhiên mày muốn giết tía mày hả? Mày kêu tao ăn tô ớt đó, đặng tao chết hay chi tao. Nhưng mà con nói tía nghe nè, xong cái clip này á, đảm bảo là tía con mình lên hương luôn á tía. Tao làm như tụi bay mấy cái clip để cho vui chơi thôi. Ăn ớt kiểu này tao thấy không vui. Nhưng mà con nói tía nghe nè,
bây giờ á, bà con nè, khán giả fan hâm mộ của Tía rất là nhiều, đang trông chờ cái clip của Tía từ sớm tới giờ luôn á. Tao nói là không nghe. Hết chuyện tụi bay hứa hả? Tụi bay làm tô ớt thì tụi bay kêu Tía mày ăn hả? Làm cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, làm lố quá cho người ta cự xuống đầu hả? Tía, kênh của mình sắp kiếm được tiền rồi đó Tía. Thôi tao không ăn, cay lắm. Còn nói nữa tao lấy cây tao đập què dọ giờ, tự nhiên kêu tao ăn tô ớt rồi làm tao chết hả? Chú Hai ơi, chú Hai! Chú Hai ơi, chú Hai! Gì nữa mày? Chuyện gì anh Tèo? Anh Ba mấy cài bữa hôm chú kêu á, bữa nay anh nhắm mắt nhắm mũi làm sao mà sắn vô ruộng của chú Mười Gâu cài á. Trời Phật thánh thần ơi, ruộng ta không cài đi qua cài ruộng ta hả? Đó, chú ruộng người ta mới xả lúa, ông nhào vô ông cài rồi hai ông chuẩn bị quýnh lộn ngoài kia kìa. Ông này đứt khủng hết sao chứ trời? Ta xả lúa vô cài vậy đó hả? Đó, bởi vậy chuẩn bị quýnh lộn ngoài kia chú Hai. Lấy xe chở tao ra ngoài tao giải quyết mấy này coi. Dạ dạ, đi đi. Đi dẹp đi đi. À, ê, ông Hai lúa về lâu, chưa có làm clip mà. Trời đất ơi, anh Bảy ơi. Hả? Anh coi nè. Ha. Cái gì? Gì vậy? Làm gì hai thằng chụm đầu cho mỏ là làm gì vậy? Dạ không có tí. Dạ không có gì đâu Tía. À, mà cái ruộng bển làm sao rồi Tía? Thì đền người ta chứ chăng sao vậy? Làm ruộng làm vườn không lo, cũng mày không à. Bắt tao cấm đầu cấm cổ quay ba cái clip đó, không coi sóc ruộng để cho người ta cài, lại lộn qua ruộng của ta, giờ bắt đền bán lúa giống người ta kìa. Dạ anh xin lỗi Tía. Dạ con xin lỗi Tía. Tưởng Tía nổi tiếng, ai về đâu. Nổi tiếng đàng hoàng thì nổi tiếng, mà nổi tiếng á, cực khổ, cấm đầu cấm cổ vậy nè. Tao không có ham nổi tiếng đâu. Làm ơn làm phước đi, tụi bay để cho tao bình tao yên đi. Thấy không? Để cho tao sống hết cái cuộc đời dân giả của ông Hai Lúa này đi. Đừng có bày chuyện ra nữa, khổ quá à. Ủa Tía, nói vậy cái Hai Lúa Vlog mình chấm dứt luôn hả Tía? Nói vậy thôi, chứ ba cái chuyện nhỏ nhỏ cứ làm để cho bà con mình coi cho nó vui. Nhưng mà tao nhắc lại nha, trong cái nhà này nè, tao không muốn bất cứ một thành viên nào nổi tiếng hết trơn nha. Cứ vậy thôi, im liềm vậy thôi, âm thầm qua lộ thôi. Tía là người có cơ hội nổi tiếng nhất, mà Tía còn không được nổi tiếng. Nói chi, nhắm giờ nhà ai nổi tiếng giờ. Nếu mà con nha, con cũng không muốn bị nổi tiếng đâu. Trời ơi! Chú Tám! Cái gì? Sao mà trưa rồi rảnh rồi chú Tám không vô nhà ngồi ra ngoài đường chi vậy trời? Tao rảnh tao làm chuyện bao đồng vậy à, được không? Rảnh dữ thiệt! Thằng vô duyên! Ủa? Anh Tám? Đang giá đường hả? Đường hư quá tôi chịu không nổi chị ơi. Kệ đi, chi cho nó cực vẫn biết nữa. Trời ơi, có gì đâu cực chị ơi, ba cái đồ quỷ này có gì đâu cực. Rảnh á thì qua quán em chơi, có nhiều chuyện vui lắm. Vậy hả? Bữa nào tôi rảnh tôi ghé ha. Ủa, nhưng mà ba cái đất đá này anh mua luôn á hả? Thì tôi mua chứ ai. Trời ơi, công nhận á, bỏ công bỏ của luôn. Giờ mới thấy á nha. Thấy gì? Đại gia ngầm mà không biết ta. Đại gia ta làm chuyện lớn, chứ ai mà rảnh đi làm ba cái chuyện giá đường tầm bậy bạ này. Thôi được rồi, em đi chợ nha. Dạ. Mà rảnh đi qua quán em nha. Nhớ nha. Về nha. Bữa nào thì rảnh thì tôi ghé ha. Chú Tám làm vậy? Thì làm đường cái làm gì con? Trời ơi, cái sẻo lá mình 100.000 ổ gà chú giá sao hết? Thì kệ nó con ơi, làm được nhiêu hay bấy nhiêu.
Mày đánh phụ vô tao tay coi quá trời lỗ luôn kìa. Giờ con mắc chở khách đi bệnh viện rồi. Đợi đi, đợi con chở khách xong con hoành về con phụ chú. Ha. Thôi vậy đi đi con. Dạ dạ, đi xíu hoành lại phụ cho nghe. Xíu về phụ cho. Ông nè, ông coi cái bộ đồ đẹp không nè. Hôm nay lại mua đồ cho cháu ngoại nữa phải không? Ừ, hồi nãy đi ngang chợ thấy đẹp quá nên tôi mua luôn. Nhưng mà tôi nói cho bà nghe, con nít đó, nó mau lớn lắm. Mua đít thôi chứ nhiều nó phí. Tôi biết như vậy, nhưng mà đẹp quá, không mua chịu không nổi. Bà nè, lát bà đưa cho tôi 500 ngàn nha. Chị gì ông? Thì để tôi mua thêm cát đá tôi làm đường chứ làm chi. Ừ. Nhưng mà tôi nói ông nghe nè, hay là ông đi phát động bà con coi có ai ủng hộ đóng góp gì không? Chứ có một mình á, tiền đâu làm cho nổi. Thì tôi nói bà nghe, tôi thích á thì tôi làm, còn bà con ai có ủng hộ thì tùy bà con. Chứ mình kêu người ta đóng góp vô nó kỳ lắm, hiểu không? Ừ. Tiền nè. Tôi ra ngoài tôi làm nha. Rồi tôi có về trễ á thì ăn cơm trước đi, đừng có chờ nha. Ừ. Mà ông đi nhớ về sớm nghe không? Ừ. Ly đá chanh đi bà Hồng. Trời ơi, sao hôm qua đi uống nhiều chuyện chơi, tự nhiên cứ đem qua là sao? Đường chuẩn bị qua nhà thăm mẹ con nhịn á, mà không có tiện đường, bà đem qua giùm tôi đi. Trời đất ơi, công nhận á, lên làm bà ngoại là cực dữ ha. Có cực gì đâu, có con nít ở trong nhà vui muốn chết à. Hai ba bữa lên thăm một bữa, vậy mà đừng chưa có đã thèm nữa đó con. Mà chị Tám nè, sao chị không chịu khuyên anh Tám sành đi? Khuyên chuyện gì? Trời ơi, trời nắng chang chang vậy á mà ảnh suốt ngày ngoài đường giá đường. Trời ơi, bệnh chết đó chị. Ừ, tôi cũng nói với ổng á mà ổng đâu có nghe đâu. Mà thôi kệ đi, ổng thích thì tôi để cho ổng làm. Trời ơi, em biết rằng á là ảnh có lòng tốt thiệt, nhưng mà chị biết người ta nói làm sao không? Ổng nói ổng là làm chuyện bao đồng tào lao, ăn cơm nhà xong đi lo chuyện thiên hạ, rảnh quá à. Nói vậy đó chị. Trời ơi, chị biết sao không? Tại vì tôi á, hàng xóm quen biết á, tôi mới nói cho nghe chứ không phải đừng nói ai là tôi nói nghe nha. Đúng là mấy người đó quá đáng thiệt mà. Bởi vậy tôi nghe người ta cười sau lưng ảnh rồi hả? Ta nói vậy tôi tức giùm cho ảnh luôn á. Chị khuyên ảnh ở nhà đi, làm không được tao khen còn bị nói nữa. Ừ, để ổng về tôi nói với ổng. Công nhận nói được một cái chuyện ra nó thoải mái gì đâu á. Ông về rồi đó hả? Vô rửa tay rửa mặt đi, tôi dọn cơm ăn. Mệt quá bà, chút đi tôi ăn sau. Uống nước đi ông. Đi cả ngày trời ngoài đường á, vậy mà nói không đói nữa. Thì hồi sáng có đói,
Nhưng mà nhịn nó qua cái cơn rồi. Ông đó, làm gì phải nghĩ cho bản thân có ngày đổ bình bây giờ. Bà nhìn tôi nè, tôi nhờ lao động nè, sức khỏe tôi mới tốt vậy nè. Bà không biết cái gì hết. Tôi không biết chuyện gì hết á. Tôi chỉ biết á, nếu mà không có chuyện gì thì ai lo? Vợ con lo chứ ai lo? Tôi nghe cái câu này hình như có ẩn ý gì phải không? Chuyện ông làm xưa nay tôi không có cản. Nhưng mà mình cũng đừng có hết lòng hết dạ như vậy á. Chắc gì người ta cảm ơn mình đâu. Tôi không có cần ai cảm ơn hết trơn á. Tôi thích thì tôi làm. Cái kiểu này là bà nghe ai nói gì đâu phải không? Đúng rồi. Người ta nói ông ăn cơm nhà, giáp tù già hàng tổng, lo chuyện bao đồng không à. Tôi thấy đúng là tôi làm à. Không, tôi không lẽ tôi làm gì á, tôi phải dòm sắc mặt thiên hạ. Ông đó, sao tôi nói cái gì ông cũng cãi hết à? Ông nghe tôi một lần không được sao? Bà phải nói đúng á, thì tôi mới nghe chứ. Ai cũng như vậy á, thì cái xã hội này sẽ ra làm sao? Tôi không biết chuyện xã hội. Tôi chỉ biết chuyện cái nhà này nè. Tôi chỉ biết ông thôi à. Thôi nói nhiều với bà, tôi mệt quá. Tôi đi à. Ông đi đâu đó? Không ở nhà ăn cơm hả? Tôi qua nhà hai lúa. Ủa bộ nhà không ai nấu cơm cho anh ăn sao mà thấy đói dữ vậy? Có chứ, tại tôi giận bà xã tôi không ăn, mới qua đây tôi ăn đó. Ủa sao giận bà xã? Để tôi kể anh nghe sao. Ủa sao nãy giờ vô mà không thấy chị hai mấy đứa nhỏ vậy anh hai? Dạ tôi mấy nhỏ đi chơi rồi. Đi chơi ơi. Trời ơi, đỡ quá ơi. Tôi ở đây tôi chơi với anh tới tối luôn, rồi cái sẵn mình ăn cơm tối luôn. Vậy đó hả? Dạ. Vậy chút lấy bàn cờ ra ha. Đánh cờ chờ tối ăn luôn ha. Cái môn đó tôi khoái à nha. Không phải nịnh anh với chị hai cho nấu đồ ăn ngon quá. Thường thường vậy đó anh ơi. Ăn chực nó ngon hơn ăn cơm nhà. Anh nói về tội tôi anh hay. Cái này người ta kêu lặng té chứ không phải ăn chực. Ăn chực là ngày nào cũng ăn kìa. Còn lần này lâu lâu tôi mới ăn lần mà. Lâu lâu ăn lần chứ ngày nào anh cũng ăn kiểu này chắc tôi bán nhà. Anh nói quá. Mày chen đâu quá. Ngon quá anh hai. Thôi hả? Rồi ngon. Rồi mời qua đây ngồi uống trà. Còn chút đánh cờ. Rồi uống trà đi. Dạ. Nói nghe coi, anh chị gây lộn chuyện gì? Thì đó, cái chuyện mà bà nói tôi là bao đồng, cứ đi ra làm đường, làm xá, đồ cho thiên hạ. Cái đó tôi có nghe. Ủa, anh cũng biết chuyện đó nữa hả? Trời ơi, cái xẻo lá này nhỏ xíu, chuyện gì mà tôi không biết, không nghe anh. Mà anh có công nhận không? Bây giờ tôi hỏi anh nè, bây giờ tôi làm cái chuyện đó đúng hay là sai? Anh làm thì đúng đó. Đó, anh thấy không, tôi làm thì đúng. Mà bà cứ tối ngày bà nghe thiên hạ nói ra nói vô, rồi bà kêu tôi đừng có làm. Chắc bà lo ba cái sức khỏe cho anh chứ có gì đâu, chỉ nói vậy thôi. Thì tôi nói với anh, tôi cũng biết là như vậy. Nhưng mà anh nghĩ coi, ở trên đời này mà mình vô cảm quá đâu có được, đúng không anh hai? Đúng rồi, mà cái sống này cũng kỳ. Dạ. Không làm á, thì cứ nằm yên đó đi để người ta làm. Đúng rồi. Cứ đâm chọt, nói vô nói ra, làm cho gia đình ta xào xáo, kỳ ghê. Bởi vậy. Mà thôi, vợ chồng vẫn hờn chi. Dạ. Vì năn nỉ bả đi, bả bỏ qua liền chứ gì. Anh nhắc tôi mới nhớ. Thôi để tôi về tôi năn nỉ bả. Cảm ơn bữa cơm của anh hai nha. Thôi về đi. Dạ. Mai mốt qua đánh cờ tiếp nha. Dạ, cảm ơn anh. Ây da. Sao vậy? Trời ơi, sao nó đau cái lưng quá anh hai. Chắc làm quá chứ gì. Đúng rồi, thì tôi cũng ráng làm cho nó xong để cho bà con người ta đi. Ở đây đi, tôi lấy bả dầu nóng tôi sức cho. Thôi được rồi, cảm ơn anh hai. Tôi về nhà cũng có dầu, bả sức mau hết hơn. Về nha anh hai, cảm ơn nha. Rồi, đi cẩn thận nha. Dạ. Chúc vợ chồng hạnh phúc nha. Dạ. Nè, ăn chút nữa đi ông, lát uống thuốc. Tôi không ăn nữa đâu bà.
ráng miếng nữa đi mà. Ôi trời, không ăn nổi mà. Vậy thì thôi. Đúng là già thiệt rồi. Mà còn cơn mưa, bệnh qua giờ cũng không hết nữa. Thì tôi nói rồi, ông tưởng ông còn trai tráng lắm hả? Hay nhờ vậy, bà mới hết giận tôi đúng không? Mấy bữa nay sao mưa lớn quá hả bà? Ừ. Tôi nghe nói á là gió giật cây cối nhà tùm lum mà. Ừ. Đúng là giờ này ở trong nhà cho chắc ông ha. Bà nói vậy chứ. Sau cái cơn bão này á, sợ mấy gỗ gà ổ voi á nó bự lên rồi tội nghiệp bà con. Ông đó, ông lo cho cái thân mình trước đi. Khi nào khỏe hẳn á, muốn làm gì đó thì làm. Thân lệnh bà xã. Cô Hồng. Chuyện gì vậy? Trời ơi, giờ thời buổi giờ cũng có nhiều người tốt lắm á. Trên mạng người ta mới đăng nè, có cái chú đó đang chạy xe ngoài đường á, cái thấy cái cục xi măng mà nằm giữa đường, hắn xe cái két lại liền, xuống đục cục xi măng đem dẹp vô trong lề để bà con đi đừng có té. Thấy chưa, trong xã hội á có những người như vậy á, mình cảm thấy là còn có niềm tin trong cuộc sống mà, thấy không? Đó, sớm mình có chú Tám đó, cũng hay làm đường làm này kia đó. Ờ, đúng rồi đó. Ủa, mà sao bữa giờ Tám thấy ổng ta? Con nghe nói chú Tám bệnh hay gì nằm nhà rồi. Bởi vậy, cũng tại ổng bệnh á, cho nên ổng không có giá đường. Ba cái ổ voi ổ gà, chạy sợ muốn chết luôn á. Con cũng vậy nè, chở khách mà chạy ngang khúc đó cũng ứng ứng tay lái chứ bộ. Bởi vậy à. Ủa ba lít. Ôi trời, mày bị sao vậy ba lít? Ngồi đây, ngồi đây. Bị gì vậy? Ngồi đây. Trời ơi, cái gì mà tay chân thấy ghê quá vậy nè. Ôi trời ơi. Bị gì? Sao, bị sao vậy? Bị té xe. Mày cũng chạy xe bạc nạn dữ lắm luôn. Con nít con nôi sớm bệnh nhiều, chạy từ từ thôi mày. Tao chạy chậm lắm chứ bộ. Chạy có 80 à. Chú Tám. Ghế chú Tám. Đó lít, tao nghe mẹ té xe con sao không con? Nặng không? Chạy cũng dữ lắm đây nè, bởi vậy hả mới xảy ra cái nông nổi vậy đó chứ. Chắc là cái vụ bão vừa hổm đó chú. Rồi xong rồi cây cối nó ngã rồi làm thành ra mấy cái ổ dâu ổ gà đó luôn á. Hả? Cũng tại vì mưa bão vừa hổm đó, thành ra là tao bị trúng gió 3-4 ngày. Bà xã tôi bà đâu có cho tôi đi chị. Dạ. Thành ra tôi không có ra đường được. Chứ nếu mà tôi ra đường được là tôi làm đường ngon lành cho bà con đi an toàn rồi. Đó, tụi bay thấy chưa? Chú Tám lớn tuổi già cả rồi đó. Vậy mà người ta còn nghĩ đến cái chuyện có ích cho xã hội á. Còn như tụi bay á, thanh niên trai tráng suốt ngày lông nhông không à. Không làm được chuyện gì hết trơn á. Lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm với cuộc sống à. Biết rồi. Dạ, con biết con sai rồi. Ủa sao anh không ăn đâu giùm tôi quậy vậy? Giờ quậy ngại muốn chết luôn à. Ngại gì, tôi thấy anh ăn tôi cũng no rồi. À, bấy hả? Ăn tiếp đi anh hai. Còn mấy hộp qua làm luôn đi. Để bỏ ủ. Anh không ăn hả? Thôi được rồi. Ngon quá. Ngon hả? Ồ. Bữa nay ăn bữa cơm thiệt ngon chứ. Ừ. Thành anh này chắc thôi quá, không nói. Uống nước lên đó mày. Dạ. Không ăn, uống nước cho nó no. Ừ.
kỳ này á là tới hai ông bà gây lộn đúng không? Nói tới vợ con, tôi buồn, tôi tức lắm. Tôi thiệt anh á, vợ con nói không nghe, mười cãi. Anh dám tức không? Nhưng mà anh tức cái chuyện gì? Ủa, anh tính đi đâu á? À, nè. Câu này nghe quen quá à. Hãy bà thấy tôi mặc bộ đồ vô cái bà hỏi tôi đâu vậy? Bộ câu này ghiền, không còn câu nào khác hơn nữa hả? Ông đi đâu? Tôi đi vận động bà con, phụ tấm sành. Thôi, khỏi đi đi, gần tới giờ cơm rồi. Trời đất ơi, thì bà ở nhà ăn trước đi, tôi về tôi ăn sao? Rồi, ê! Không đi. Cái gì? Tôi nghe chị Tám nói rồi. Anh Tám mà đi ra khỏi nhà hả? Là khỏi thấy mặt mũi đâu luôn. Ông Tám khác, ông Hai khác, phải không? Đàn ông người ta đi làm công chuyện, đàn bà biết cái gì đâu mà hỏi, lu bu quá à. Đừng làm bắn gì. Buồn ra, đập mất chinh chiều. Đó. Nói vậy cũng đi á. Nè, đi luôn nghe. Khỏi về ăn cơm luôn nghe. Cảm ơn nha. Sao cái chuyện chỉ có vậy đó mà anh không ăn cơm nhà hả anh Hai? Giận chứ anh? Dám thách tôi hả? Dám thách tôi mà biểu tôi đừng về nhà ăn cơm. Trời đất ơi, bộ ba tướng tôi sợ hả? Mình làm đàn ông mình cũng phải có lòng tự trọng chứ, cũng phải tự ái chứ. Thôi chuyện nhỏ mà giận chứ, nó mệt đánh vợ chồng mà. Đâu được anh. Anh biết cái tánh tôi mà, từ xưa tới giờ tôi nói một là một, hai là hai à. Á, à, tôi nói không về là không về, chừng khi nào bà xuống nước đó, bà năn nỉ tôi là tôi mới về. Rồi anh không về ăn cơm, rồi anh tính ăn cơm ở đâu? Qua nhà anh ăn. Hả? Ủa không lẽ chỗ bạn bè nhau anh tiếc tôi mấy bữa cơm sao anh Tám? Không có, tôi nói vậy thôi đó mà. Giờ quyết định vậy đi nghe. Lo quá. Để tôi lội vòng vòng chơi trong xóm vòng đi, cho nó xuống cơm. Chịu ghé ăn nữa ha, chịu ghé ăn nữa. Nói chị Tám nấu cơm nhiều nhiều đi. Chịu là tôi ghé tôi ăn. Từ đây sắp tới, sáng ghé ăn, chiều ghé ăn, sáng ghé ăn, chiều ghé ăn. Anh coi như tôi ăn thường trực ra đi. Chừng nào bà xuống nước, bà năn nỉ tôi đó là tôi cho anh, hay là tôi nghĩ ăn là anh kêu chị Tám cắt cơm. Còn bây giờ tiếp tục là cứ nấu cơm. Mà nói chị Tám mà chiều thay đổi món nha. Ăn hoài món nó ngán nha. Đi đi. Anh nói thiệt hả anh Hai? Trời ơi, nói thiệt chứ. Thôi đi đi vòng vòng. Dạ. Anh Hai đi nha. Anh đi đi thông thả ha. Dạ không cần cả nói đâu. Ôi trời, quá no. Ăn no cũng mệt chứ. Ây. Ây. Đổ xuống, đổ đây nè. Dạ. Con, đổ đây này. Chú Tám, chú Tám. Gì? Công nhận mình làm mấy chuyện giúp ích gì cái tự nhiên thấy vui trong bụng quá trời quá đất à. Biết hay nha con. Ê, nhưng mà kỳ này đỡ lắm á mày. Dạ. Ở trên xã đó, trời ơi, gọi là rót thêm kinh phí để làm được cho tụi mình đỡ ghê luôn. Vậy chú cháu mình với bà con đỡ quá trời ơi. Ê, sao nay mày không chạy xe hả? Thôi, xe ngày nào cũng chạy mà. Còn giá đường này năm thỏi 10 thì mới giá 1 lần. Cũng phụ được gì phụ chứ. Với lại đường này con chịu nhất mà phải phụ chứ. Mấy cái đường này bể là do mày không á. Nó nói vậy là được đó. Con vậy nè, bữa nay con đâu có đi nhiều chuyện đâu. À, con ra con phụ chú Tám. Tốt đó. Tuổi trẻ như tụi bay mà biết làm cái chuyện có ích cho xã hội vậy là tao khoái lắm á. Chú Hai, nước đây, nước đem tới để cứu trợ cho những người thợ cầu đường đây. À, uống đi. Rồi, cảm ơn anh Hai. Sáng giờ làm nhiều không? Dạ cũng được 4-5 lỗ rồi anh Hai. Khúc trên kia có làm không? Dạ có. Chú Hai, con phụ sáng giờ luôn á. Phải không nghe mày? Làm lỗ làm đường sao tao thấy mình mấy sạch bon, không có dính miếng xịn nào chứ gì? Thank you.
giờ bán gì chắc con chuột nó bự lắm á. Trời, đâu có buổi trời, con chuột chạy mất tiêu rồi, xui dữ trời, vậy mà bắt không được nữa. Vậy bắt không được trời. Ê, trời trời, mày gan quá, mày dám chạy qua mặt tao luôn. Chú hai ơi, chú hai. Gì vậy? Thẩm thằng đâu có nhà không? Nó mới đi chơi rồi. Ủa mày làm gì mày cầm cái chạy song sọc sọc thấy phát ớn vậy mày? Quên, nãy ruột đập con chuột mà cái đập hụt tức quá kiếm thẩm thằng quên giục cái cây nữa. Chuột mà mày cầm cây như đập trâu hả? Không, tại con chuột nó bự. Chú hai cho con ngồi đi, con kể chuyện chú hai nghe. Ủa mày hồi nãy giờ tao có dám không cho mày ngồi đâu Tèo, mày xin gì ngồi đi. Mày nằm còn được chứ ngồi nhậm gì. Trời, con nói chú hai nghe, chuột nó bự dữ lắm, nó bự bà bắp đùi con người nè. Thôi vừa phải thôi, tao là nông dân mà con chuột cơm nào mà bằng bắp đùi. Mày nói quá. Con nói thiệt á, con thề danh dự chú hai con, nó dốc là con hết đẹp trai luôn á. Thôi khỏi thề, thề là cái nghề của mày mà. Thì con chuột bự lắm, bự gì lắm. Mà mày khỏi cần nói tao cũng biết. Ở dưới quê mình mùa nước nổi này thì chuột nó bự, nó mập là phải rồi. Happy! Đâu hả? Cứu tao với Tèo ơi! Tèo! Cứu tao với Tèo ơi Tèo! À! Trên cây! Ôi sao tự nhiên dưới đất không chơi, trèo lên cây chơi? Đâu có! Nó kẹt cái chân, mày leo lên cứu tao ơi! Đau quá người! Ây da! Không, mấy giờ mày nhảy xuống đi. Đây, tao hướng cho. Mày điên hả? Nó nhảy xuống bắt đầu nó dính cái giò lại toàn ten như con khỉ vậy hả? Ha, giờ nhảy xuống lỡ gãy chân rồi sao? Giờ ở trên đi đừng có nhảy nha. Không có được, bây giờ nó sưng quá rồi. Mày leo lên cứu tao ấy. Thôi, tao không leo đâu, tao sợ lắm mày ơi. Trời ơi là trời, người anh em, đập tan cơn sợ hãi. Mà leo lên cứu tao đi Tèo, đau quá Tèo. Ây da, nhanh đi Tèo ơi Tèo. Đau quá, Tèo ơi, bình tĩnh, đừng có la nữa, để tao nghĩ cách thôi. Thôi mày ơi, tao kẹt rồi mày ơi, bữa nào đi. Mày tào lao, anh em lâu lâu rảnh, rủ mày uống cà phê, mày kẹt gì vậy? Trời ơi, tao bây giờ tao phải chạy qua thằng Tèo phụ nó đào đất nè. Cái gì? Mày qua phụ thằng Tèo đào đất? Ừ, đào hang ba bắt chuột mày ơi, hôm nay bắt chuột nhậu, đi không vui lắm. Cái gì? Bắt chuột hả? Vui. Thôi, không đi. Alo. Không đi. Ê, đi bắt chuột. Thôi, không đi. Vui lắm. Ê, chuột. Trời đất ơi, có sao không? Cái thằng này. Không đi. Uầy. Chuột. Cái thằng kỳ đó. Gì? Nó sợ chuột vậy luôn hả? Ừ, ta không ngờ nó là dân miền Tây mà nó lại sợ chuột đến vậy luôn. Nó vừa thấy con chuột chạy qua một cái, tự nhiên nó nhảy lên cái, nó té lộn mấy vòng luôn, cắm đầu xuống đất mấy lúc nữa bay luôn cái hầm tiền đạo luôn. Được rồi, thù này tao nhất định phải trả. Ủa gì vậy? Không có gì, nhiều chuyện. Ồ, mà nghĩ cũng lạ ha, ở dưới miền Tây mày thì lại sợ độ cao, còn thằng Tú Mớm á thì nó lại sợ chuột. Không biết tao sợ cái gì nữa. Chắc tao sợ vợ á, mà không biết khi nào tao mới có vợ nữa. Tía, đâu gặp tao cười hì hì, sáng sớm rồi đâu ạ? Dạ con tính đi đâu? Dạ tía cho con ở nhà anh Tèo chơi xíu nha tía. Ủa nhà anh Tèo đâu có gì vui đâu, qua bên đó chơi. Dạ bữa nãy bển vui lắm tía, anh Tèo nướng chuột đồng ngon bá cháy luôn.
làm công chuyện nhà xong chưa? Thì chút xíu nó con về con làm. Thôi, không dám đâu, quay đầu vô trong chuồng heo liền. Cho heo ăn, cho gà ăn, cho vịt ăn, cho cá ăn, quét sân, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, xong rồi muốn đi đâu đi? Mà tí con đi tí. Thì làm xong công chuyện đi rồi đi. Dạ không biết rồi. Biết thì đi vô. Dạ. Con cái gì nói quần quần 10 cái 10 cái. Sáng sớm mà rủ nhậu rồi điện nó chửi cho một tăng không biết mặt. Nghe chú hai ơi. Tèo ơi, cô lão heo đó hả? Tổ trưởng tổ nhiều chuyện đó hả? Tổ phó điện nè. Sáng sớm làm gì rủ tám qua nhậu vậy? Đâu có đâu. Tại bữa nay con đi ruộng gì á, bắt được mớ chuột cái tính rủ tâm tàng qua nhậu sương sương với con, với thằng Tú Mớm, với thằng Long Xì Ke rồi nè. Trời Phật ơi, sáng sớm chưa làm công việc nhà. Ủa bắt đổ nhậu rồi hả? Thôi 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 dẹp đi. Làm ăn cái kiểu mấy thằng bay mau giàu lắm à. Ở không quá hang. Trời ơi, thì lâu lâu mới nhậu một lần, tự nhiên chú hai nói con vậy à. Để ở không rồi rủ mấy thằng ở không nhậu đi. Tám nó mất làm công việc rồi. Dạ vậy thì thôi con không rủ tấm tàng nữa, con rủ một tủ mớm à. Mày muốn rủ một tủ mớm tủ khô vậy đó rủ đi. Giường tám ra giùm tao cái. Dạ dạ. Nhậu một hồi vậy á? Dạ nhậu mấy chục đồng. Chục đồng hả? Dạ. Nhiều không? Dạ cũng ít lắm à. Đó thôi về con thôi. Dạ rồi. Ủa cho không kêu trời mày? Dạ không có gì. Vậy thôi chú cho tám tàng á qua nhậu đi, rồi cái lát con đưa chuột cho nó sắp về cho chú hai, con ưu tiên cho chú hai cái đùi bự chà bá luôn. Trời đất ơi, chuột cơm mà mày cho tao có cái đùi ai ăn ai nhịn, rồi có điều kiện nữa, kêu tám thế mạng nữa. Thôi dẹp đi con, mời tao rủ tám đi tàu, cha con tao về nhậu ên, không cần nhậu chuột mày. Lâu quá không ăn món này, nhắc tới chuột cũng bắt thèm chứ. Ê, chín chưa thèm quá. Là thấy ghê quá mày ơi. Chờ tí xíu. Ồ, cái bùi nó lên đã quá mày ơi. Chờ tí xíu đi. Alo, mày qua chưa Tú Mớm? Đợi xíu đi, đang qua. Đang qua gì mà nửa tiếng đồng hồ chưa thấy qua. Mày không qua, nay tao với Long quất hết luôn á, khỏi chừa mày á. Ê, đang qua, đợi xíu đi mà. Qua lẹ đi nghe. Chim gừng đang đợi mày đó. Ủa gì? Đợi đi, xíu cho mày ăn. Khách mời tới đầy đủ hết rồi, nhập tiền đi. Cho mày giờ mày nãy giờ ăn đi. Ăn nha. Đề ba ly đầu tiên đi. Ngon. Ê, mới vô uống mày ăn hoài vậy? Nó đang ăn ngon để cho nó ăn đi. Trời, nhưng mà làm gì làm phải uống trước đi, chứ ăn không à. Mày sao vậy? Trời, đánh bữa ăn để cho nó ăn đi. Ăn đi. Ăn đi, tao uống giùm thế đó cho nè. Nè, uống thế cho. Trời, sao hôm nay mày tốt, đột xuất vậy? Chứ không sao, ăn đi ăn. Giờ tới vòng mày nữa nè. Ăn đi. Bữa nay mạnh dữ. Chứ không sao mẹ, đu phải càng ngày càng lên chứ. Ngon không? Ngon. Đó, mạnh quá ăn đi. Ngon lắm rồi. Mà thịt con này con gì mà ngon dữ à? Đè cái con không? Con chim gừng. Thịt chim gừng. Chim gừng hả? Ừ. Chim gừng. Ngon lắm, ăn đi. Ăn đi, hỏi nhiều quá. Hồi đó giờ đâu ăn thịt chim gừng đâu. Ừ. Ngon dữ trời. Trời phải ngon với mày. Được cái dĩa này á. Sáng giờ tao với thằng Tèo bỏ cả buổi trời mới có được mấy con chim gừng á. Bắt chim gừng cực lắm mày ơi. Ủa? Mà chim gừng sao nó mập quá vậy? Tập tạ. Ờ, chim gừng tập tạ, tao lựa con nào mà có tập tạ thịt nhiều quá thì mới bắt. Còn con nào mà không tập tạ là thả nó đi về á. Xạo, chim gừng mà tập tạ. Thiệt chứ bộ. Ủa mà tao thấy nó là chim gừng, ăn nó cũng nhiều quá. Nè, ăn chim gừng đi nè, con chuột của nó bự chà bá này thấy không? Chuột của con chim á. Ủa? Ăn đi. Uống đi nha. Ừ.
ăn đi nó nguội, ăn đi. Rồi đó, chim gừng ngon. Đã quá, đã không? Đã không? Rồi, rồi ăn chim gừng đi. Nè, nè, cho miếng chim gừng nữa nè. Đó, ăn đi, ăn đi. Ờ, được, 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 được. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đóng ăn. Vừa mày ăn đi Long. Ngon quá, ngon quá. Ăn nhiều vô. Trời ơi. Ăn với thèm, ăn với thèm. Này bắt cho mày ăn á. Không á. Alo, tao nghe nè. Ê, nói nghe nè Tèo. Thịt chim gừng bữa hổm mày mua ở đâu á? Mày mua mình tao 1 ký nha. Xách qua nhà tao luôn. Bữa nay tao mời. Thịt chim hả? Khỏi đi, khỏi, khỏi mua, khỏi mua. Tao còn mớ nè. Lát qua cái tao mày làm mồi lai gai luôn nha. Mày đang ở đâu? 5 phút nữa tao có mặt. Rồi, rồi, rồi. Dạ. Yeah. Ừ, ừ. Có thịt chim gừng nhậu nữa. Nhập tiền đi. Vô. Rồi vô mời bạn Hiền. Vô, vô. Đây đây đây. Ủa, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Đậu quá, đậu quá. Nghe không, nghe không? Rồi làm miếng thịt vô. Ừ. Ngon quá. Đây này, ăn nữa đi, nữa đi. À. Ngon á. Ăn nhiều vô đi. Hello. Ăn đi, ăn đi, ăn đẹp. Thôi, thôi. Cái nữa, ăn đi. Ngon không? Ngon. Ủa sao gục cười? Đâu có gì đâu. Tại tao làm thịt chim mà tao thấy mẹ ăn ngon tao vui trong bụng. Chỉ có gục á là hiểu tôi nhất rồi á. Ăn cái lông, ăn cái lông. Nè, ừ, nè, nè. Ừ, tao tướng mẹ không? Đó vậy đó mà đó không có người chơi tao á. Chơi gì? Tôi bơi mày đâu rồi tôi không? Dưới nè. Ê. Dưới đất nè. Sao tôi kêu cứu mày mà mày xuống dưới đất? Mày làm gì mày sợ chứ hả? Cao quá tôi sợ đúng không? Tao thấy thấp chứ có cao đâu mà cao. Mày thả tao xuống chứ, cứu tao xuống chứ tôi. Ây da, tự nhiên tao đói bụng quá. Chắc tao về tao ăn cơm cái rồi chiều chiều tao xách cái thang ra cho mày xuống nha. Đói bụng quá Tèo ơi, tao về nha. Thả tao xuống tao còn chạy xe hôm như tôi bấm. Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Để con bụng nó bị sình á. Biết sao không? Bây giờ cho bao cái thằng chầm chảy qua đi. Tình cảm anh em mình gắn kết đó, cái đó mới gọi là cái quý nhau. Tao xin lỗi mày, tao uống ly. Biết lỗi gì tao uống đi mày. Đó, đúng rồi, bỏ qua đi. Anh em chắc hờn làm cái gì. Rồi uống đi, bỏ qua cho mày ăn đi. Nè, bỏ qua cho mày ăn miếng thịt đi. Ngon quá. Còn không, còn nướng anh ăn nữa. Còn nữa hả? Ờ, còn nhiều lắm. Còn á. Ây da, nóng quá. Ủa, cái gì? Sao chim mà nó không có cánh? Giống con... Chuột. Tèo. Thì chuột á. Trời ơi! Cái gì vậy? Vậy là bữa hổm cũng là... Chuột chứ gì. Miễn sao chim gừng đâu ra cho mày ăn. Con này là đồng bọn với mấy con nằm trong bao tử mày bữa hổm á. Bữa mày ăn ngon mà. Ổn. Sao vậy? Tao sợ chuột. Sợ mày thì bữa hổm tao cũng sợ trèo cây, sợ y chang mày luôn á. Mày đập chơi chơi tao hả mày? Thằng này. Tao gì tao? Mệt thì quá. Chuột có cái gì đâu mà sợ. Tại vì á, hồi nhỏ tao ngủ, tao bị con chuột cắn. Nên bây giờ ám ảnh trong đầu tao là tao sợ con chuột, mày hiểu không? Ơi, thanh niên trai tráng sợ chuột. Ai cũng có cái nỗi sợ riêng đó đó. Mày phải tập làm quen, mày là dân miền Tây nữa. Không để giờ chuột không ăn được. Nè, đó. Đầu tiên mày xé ra. Mày đừng có nghĩ nó là con chuột. Mày nghĩ nó là một miếng thịt gà đi. Hôm bữa mày ăn được quá trời mà. Do là do cái tâm lý của mày thôi. Dân miền Tây mà lại không biết ăn chuột. Nè, chậm đi. Dở vậy sợ, chuột mà không biết ăn nữa. Còn mày nữa. Cái gì? Tao biết ăn chuột nghe. Tao không có nói gì vụ chuột.
dân miền Tây á mà không biết leo trèo. Đúng rồi Tèo ơi, mày phải tập leo cây đi, có gì đâu sợ. Chẳng qua hồi nhỏ tao té gãy tay nên tao hơi sợ sợ thôi. Đó thì sợ đó. Chú Hai, chú Hai. Chú Hai đâu ạ? Tao đi đâu kệ tao chứ. Mới gì mày hỏi chi? Đi ruộng phải không? Ừ. Rồi sao? Đi ruộng sao xách cuốc, xách bao đùm lum la vậy cả. Thì kệ tao mày hỏi chi? Ủa? Mà mùa này người ta mần lúa hết rồi, chú Hai ra ngoài chú làm gì ngoài chú Hai? Tao đi thăm ruộng tao để nghe mùi rạ, mùi sình cho đỡ ghiền, nông dân mà phải nghe mấy mùi đó chứ mày. À vậy ha. Ai, tiếc quá chú Hai ơi. Có gì đâu tiếc mày. Tiếc, con tính đem món này qua cho chú Hai mà chú Hai đi ruộng rồi, đợi về chắc nó nguội hết ngon. Sao ta? Món gì ạ? Thôi chú Hai đi ruộng đi rồi về há cho coi. Cho tao coi đi. Không á, tao đổi ý tao không lấy à, rồi đừng buồn nghe. Vậy à, coi ha. Coi rồi đừng bất ngờ, đừng xúc động nghe. Thôi. Đừng có xúc động nghe, bình tĩnh nghe. Dữ. Bất ngờ chưa? Ôi trời. Để chuột. Chuột đồng chính hiệu xẻo lá, thơm ngon đặc biệt luôn. Bay úp nồi luôn hả? Hôm qua chú chỉ con đó. Y như tao chỉ không? Y luôn. Thơm phức nè. Ôi, chuột gì mà để nguội ăn. Thôi. Đi ruộng đi, có giữ rồi về rồi ăn. Thôi tao không có đi. Sao vậy? Nghe mùa này chịu không nổi. Thôi đi ruộng hửi mùi sình luôn kìa. Không bằng mùa này đâu. Để lâu nó nguội, uổng. Dơ, dơ ta. Nếp nó nóng hổi à. Làm cái nha. Chú Hai trước đi, chú Hai vô trước đi. Xin phép mày ra ăn con mập nha. Ăn đi. Con làm cho chú Hai ăn mà. Trời ơi, nó mập quá Tèo ạ. Béo cậy nha. Trời ơi, con làm ạ. Người ta nói tụi bay á, giỡn thì giỡn, nhưng mà đừng có đem cái nỗi sợ của người khác ra mà hù ta nha. Dạ, con biết cái chuyện đó, nhưng mà tại Tú mớm bữa hổm nó kiếm chuyện con kìa, cho nên con chơi cho nó một lần cho biết tay chứ. Mày biết không, mày hù được người này á, thì người khác tao hù lên mình cũng vậy à. Lực nhân quả vậy đó. Dạ, thôi mai mốt không kiếm chuyện với người ta nữa. Thôi nè, uống cái đi chú Hai. Phải nữa hả? Hai chú cháu mình bóng bỏng bóng bỏ cái nha. Đó. Này, nhậu thịt chuột là bá chí một chát à. Ủa sao mày nghĩ ra cái ý bắt chuột để làm mồi nhậu hay vậy tao? Tại bữa hôm nói chuyện chú Hai đó, chú Hai kể. Mà tao nói cho mày nghe nha, cái xứ của mình đây nè nha. Dòng chuột á, mà cái mùa này đó, nó mập lắm rồi phải không? Bắt về đó, một là thui bằng rơm nha. Hai là chủng nước sôi nha. Mình lột da nó ra, tao nói mày nó thơm một cái đó nha. Thịt heo, thịt bò là không bằng nó đâu. Đã vậy trời. Tao chưa tính nữa nha, chuột đó mày lột ra đi nha. Cái mà tao nói mày kho á, mày kho rau răm á nha. Ăn cơm cũng ngon nữa. Mày muối xả ớt á, mày nướng nha. Mày chiên ngang, rồi mày xào dừa ngang, mày nấu canh chua ngang. Mà tao nói đặc biệt, có cái món đặc biệt. Gì nữa chú Hai? Chuột úp nồi. Mày úp ngũ vị hương, nước tương, tỏi, hành rồi vô đàng hoàng ngang, mày đào cái lỗ. Cứ mày ghim nó xuống, là lấy cái nồi á, úp lên, lấy rơm mày thui. Đốt một cái một hồi mày dở ra một cái, trời đất ơi, tao nói là nó vàng thật, nó thơm một cái nghe, tèo ơi là tèo. Mà giữa đồng luôn nha, lấy lá chuối lót lên. Muối ớt á, mày không, muối ớt muối cục á nghe. Nếu mà muối bọt lỏng ngon nghe, muối cục á, mày đâm vô. Mày đâm như ớt hiểm xanh á, đó. Quất vô một cốc nghe. Xé mày chuột đó, mày đừng ăn cái đùi, mày ăn cái bọng ở trên á, nó mới béo đó, bọng cho mày chấm nè. Cắn một cái mở nó chảy vô nghe.
cầm trái ớt hiểm xanh cắn một cái, chát một cái em. Đã nói mày tê môi luôn. Trời ơi, đã quá chú hai ơi. Đã lắm, ngon lắm. Chưa đâu nghe mày. Món gì nữa? Còn nữa, còn món độc nữa. Thịt chuột á, mày làm như bánh bao, thơm. Có món đó luôn hả chú hai? Tao mới tưởng tượng thôi chứ tao chưa thấy ai làm. Trời đất ơi, hết hồn. Tưởng đâu có món đó chắc mốt mà không dám ăn bánh bao nữa quá. Trời, chuột mày làm món gì không con? Tao làm bánh xèo nữa đó. Gì hả? Trời ơi, ở cái xứ miền Tây mình là chuột ngon lắm. Nhất là Vĩnh Long á. Mà không tao có bà chị bà gửi Vĩnh Long bà gửi lên nha. Trời ơi, con nào nó mập mày ơi. Mùa nước nổ này leo cây năng trái cây. Vĩnh Long vườn trái cây không à? Ngon lắm. Mà tự nhiên chú hai kể mấy món thịt chuột cũng nhớ quá. Nhớ hả? Nhớ tiếc con hồi ổng còn sống á. Ổng cũng hay lâu lâu cái bắt chuột về làm món này món kia cho con với bé An ăn. Mà từ ngày ổng đi bán muối tới giờ cái hết được ăn rồi. Bởi tao nói cái thời đại 4.0 của tụi bây giờ yếu lắm. Không có thằng nào biết làm gì ăn. Bắt chuột làm món này món kia đồ cái tự nhiên con nhớ. Nhớ gì? Nhớ tía con. Mà nhắc tới tía mày á, tao mới nhớ. Hồi ổng còn sống á, tao với ổng á, lội hết đồng này tới đồng nọ, đi bắt chim bắt chuột, vui hết sức. Rồi ổng đổ bệnh ổng mất tới giờ. Tao cũng bỏ nghề, tao cũng không có đi bắt chuột bắt chim nữa. Mà tía con mất cũng cái mùa này nè chú hai. Mùa này nè, cũng gần tới ngày giỗ ổng rồi đó. Mai chánh giỗ rồi. Mai chánh giỗ hả? Dạ. Không nghe mời mày. Chà, tính làm đám giỗ ông già giấu ăn ên hay vậy? Đâu có, tại nhà đơn chiếc rồi thôi làm mâm cơm nhỏ nhỏ cúng tía rồi chú ơi. Mâm nữa mâm gì mày cũng phải mời chú hai chứ. Tao với ổng hồi xưa cũng bạn bè, làm như có sao phải. Vậy hả? Vậy thôi con mời chú hai mời qua nhà con ăn đám giỗ tía con. Con làm toàn là mấy món chuột không à. Bắt chuột về làm món này món kia cúng tía con á. Vậy đó hả? Dạ. Mấy giờ? 10 giờ, 10 giờ sáng. Rồi, mời tao qua. Rồi rồi, vậy mời cái chú cháu mình làm xương xương cái nữa nha. Rồi, làm cốc nữa đi. Về uống quận đi. Chứ có hai thằng bóng bỏng bóng bỏ hồi xe chết đó. Nha. Dạ.